Chương 160, Thiên Cổ Thi Địa, Hạ. Phốc, có tu sĩ một hơi chém giết mấy cái người chết, nhưng là, đột nhiên, không biết ở đâu toát ra một cái lớn chừng bàn tay nhện, trong nháy mắt cưỡi tại tu sĩ này đầu lâu bên trên, răng rắc, một tiếng, thoáng cái cắn nát tu sĩ này đầu lâu, nó là xì xì có tiếng mút lấy tủy não. Tu sĩ này tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội hẻm núi. Giết, môn phái này tu sĩ cao thủ có chuẩn bị mà đến, thực lực không tầm thường, lại bị bọn hắn tại một vòng lại một vòng cường công dưới, đẩy vào trong hạp cốc. Ông, liền tại bọn hắn thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Mắt thấy bọn hắn có thế xung phong liều chết nhập hẻm núi thời điểm, đột nhiên, trong hạp cốc một cái bão tháp bay lên, bão tháp một trương, như là đáng sợ lỗ đen, lại như là ác ma miệng, thoáng cái đem xông vào hẻm núi tu sĩ hút vào, tiếng kêu thảm thiết thoáng cái lên xuống không ngừng, bị hút vào bão tháp tu sĩ đều thoáng cái bị đã luyện thành máu loãng tùy theo, bảo tháp bay vào hẻm núi, địa thi toàn bộ vô thanh vô tức thối lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi lại khôi phục bình tĩnh, nếu không phải trên mặt đất còn có lưu máu tươi, ai cũng không tưởng tượng nổi vừa rồi ở chỗ này phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu. Lúc này, một hồi gió lạnh thổi qua đến, Nam Hoài Nhân một đám chúng tiểu cũng không khỏi sợ run cả người, bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến địa thi sẽ tế bảo khí, thi triển công pháp bọn hắn còn tưởng rằng địa thi tự như cái nào cương thi hoặc là khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Cái này trong hạp cốc ít nhất là có thánh tôn cấp bậc địa thi tồn tại. Thạch giám đầu nhìn lấy hẻm núi, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cũng không biết trong hạp cốc có cỡ nào bảo vật hoặc là linh dược đang thảo. Lúc này thời điểm Nam Hoài nhân bọn hắn chúng tiểu mới thật sự là ý thức được địa thi cường đại. Mới chính thức ý thức được thiên cổ thi địa đáng sợ, trước mắt chẳng qua là thiên cổ thi địa vùng ven mà thôi, một đám tu sĩ mạnh mẽ cứ như vậy dễ dàng bị tiêu diệt, thử nghĩ thoáng cái, tại thiên cổ thi địa chỗ sâu là có cỡ nào biến thái đáng sợ đến bực nào địa thi tồn tại. Thế nào, bị sợ sợ? Lý thất dạ nhìn lấy sắc mặt hơi trắng bệch chúng tiểu, vừa cười vừa nói. Nam hoài nhân là nuốt từng ngụm nước bọt, cường tráng lấy gan. Cười hắc hắc nói ra, có đại sư huynh ở đây, chúng ta sợ cái gì, gặp ma trảm ma, gặp thần đồ thần. Nói đến đây, hắn đều không khỏi ưỡng một chút lòng ngực. Lá gan tăng lên không ít. Sạch sẽ vuốt mông ngựa. Lý thất dạ một bàn tay quất vào trên gáy của hắn, cười mắng. Mà Nam Hoài Nhân là cười hắc hắc. Đại sư Huynh. Ta, ta, chúng ta là cùng địa thi buôn bán sao? Xem như nữ sinh hứa bội, cũng không khỏi có chút sợn hết cả gai ốc. Nếu như không phải lý thất giả dạ ở đây, chỉ sợ nàng hai chân đều như nhũng ra. Không, địa thi sẽ không làm mua bán. Chúng ta cùng bảo chủ buôn bán. Lý thất giả dạ lắc đầu nói ra. Trương Ngu cũng không khỏi tò mò hỏi, bảo chủ là cái gì? Địa thi chủ nhân sao? Là hắn quản lý địa thi đấy sao? Không. Lý thất giả dạ lắc đầu nói ra, bảo chủ không phải địa thi chủ nhân. Chính xác thuyết pháp, Địa thi chưa nói tới có chủ nhân, nếu quả thật muốn nói địa thi có chủ nhân, chủ nhân của nó chính là thiên cổ thi địa. Bảo chủ, chỉ là một loại rất mịt mờ xưng phát, tại thiên cổ thi địa. Không chỉ là có địa thi, còn có bảo chủ, địa tiên. Địa tiên. Liên Trần Bảo Kiều cũng không khỏi động dung nói ra, đây là tiên nhân sao? Hoặc là chết ở chỗ này tiên nhân? Cũng không phải. Lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, địa thi bảo chủ địa tiên có thể nói đều là người chết nhưng là lại có chỗ khác biệt địa thi là thiên cổ thi địa nhiều nhất tồn tại bao quát hiểm chết ở chỗ này tu sĩ chim bay cá nhảy độc vật trùng vương một khi bị thi khí biến thành liền trở thành địa thi địa thi là không có ý thức không có trí tuệ chỉ là tử thi nhưng là bọn nó lại có lãnh địa ý thức nếu ai bước vào thiên cổ thi địa đều sẽ nhận địa thi công kích. Bảo chủ cùng địa tiên đâu? Lúc này, chúng tiểu cũng không khỏi hết sức tò mò, dạng này thuyết pháp bọn hắn còn lần đầu tiên nghe qua. Bảo chủ, chỉ là nắp trong phong thủy bảo địa người chết hoặc là nói là còn thừa lại một hơi chôn cất nhập phong thủy bảo địa kẻ sắp chết. Đương nhiên, đem mình chôn cất tại thiên cổ thi địa, một khi không có chôn cất đối địa phương, cũng sẽ trở thành địa thi, trở thành thiên cổ thi địa khôi lỗi. Lý Thất nói ra, có thể chôn cất đúng phong thủy bảo địa người, tại khi còn sống đều là nhân vật cực kỳ mạnh, thậm chí là đại hiền chi lưu nhân vật, bọn hắn tại khi còn sống đều là phong vân bát phương đại nhân vật. Thiên cổ thi địa bảo địa, không phải người nào đều có thể chôn cất, muốn chân chính chôn cất đúng phong thủy bảo địa, điều này cần có rất thực lực cường đại tu sĩ mới được. Chôn cất đúng phong thủy bảo địa thật có thể trùng sinh sao? Liền Lý Sương Nhan cũng nhìn không được hỏi thiên cổ thi địa, cho tới nay là kẻ sắp chết nhất hướng tới địa phương, bởi vì tất cả sắp chết cường giả đều hy vọng trùng sinh. Trùng sinh sống thêm một thế, cái này nói dễ vậy sao? Lý thất giả cười nói ra, chôn cất đúng phong thủy bảo địa cũng khó tài trùng sinh, nhưng là, nếu như ngươi là chết, như vậy, ngươi chôn cất đúng phong thủy bảo địa, ngươi liền có thể thở qua một hơi đến, tự như phục sinh đồng dạng, đương nhiên, vậy chỉ có thể vẫn là một hơi, nếu như ngươi chôn cất được càng lâu, Ngươi cái này một hơi liền có thể thở càng lâu, theo thời gian trôi qua, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể khôi phục một điểm huyết khí. Nhưng, muốn trùng sinh liền khó khăn, có khả năng phải chôn cất hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể uẩn dưỡng ra một ít tuổi thọ đến, nói thí dụ như 10 năm 8 năm tuổi thọ. Năm đó, ngươi còn chưa chết, liền đem chính mình chôn vào đi, tình huống thì càng lạc quan một điểm. Chôn cất đúng phong thủy bảo địa là có cơ hội trùng sinh. Trần Bảo Kiều không khỏi động dung nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, trên nguyên tắc mà nói là có, nhưng là tỷ lệ nhỏ đến so đi trên đường nhặt được tiên đế chân khí còn muốn nhỏ. Người chôn cất phải phong thủy bảo địa, ngươi phải chôn cất trên mấy trăm vạn năm thậm chí là mấy ngàn vạn năm mới có thể uẩn dưỡng ra một điểm tuổi thọ đến. Có thể nuôi ra mười năm, 8 năm tuổi thọ đến, cái kia đã là nghịch thiên vô cùng. Người chôn cất ở chỗ này không phải nói liền có thể chôn cất vĩnh cửu có khả năng sẽ bị nghịch thiên cường giả giết tiến đến đem ngươi móc ra đoạt ngươi bảo vật hay hoặc là bị một người phía sau xem ngươi phong thủy bảo địa đem ngươi móc ra chính hắn chôn vào đi sở dĩ nói bảo chủ muốn phục sinh đó là khó được không thể tưởng tượng ý vị này bảo chủ chỗ chôn cất địa phương đều là bị bày ra vô cùng cường đại thủ đoạn hoặc là trận pháp hoặc là sát phạt hoặc là phòng ngự dùng cái này để ngăn cản hậu nhân đến đào phong thủy bảo địa. Lý Sương Nhan thì thào nói nói, "Cái này hoàn toàn chính xác không sai, đồng thời, nếu như ngươi thực sự phải đào phong thủy bảo địa, bảo chủ bị bức phải bất đắc dĩ, hắn sẽ leo ra đánh chết địch nhân. Có điều, không đến vạn không được mình, bọn họ là sẽ không dễ dàng leo ra giết địch, này lại để cho bọn họ trăm ngàn vạn năm tới cố gắng mặc cho nước cuốn trôi." Lý Thất Dạ gật đầu nói, "Nghe được nếu như vậy, Chúng tiểu cũng không khỏi có chút sợn hết cả gai ốc, chết lâu như vậy người lại còn leo ra giết địch. Chôn cất mấy ngàn vạn năm, mới có thể khôi phục một điểm tuổi thọ, bọn hắn khi còn sống không khỏi phục dụng thọ dược đây, thọ dược không thể kéo dài tuổi thọ. Hứa bội không khỏi có chút khờ dại nói ra. Người cho rằng bọn hắn khi còn sống không có dùng qua. Lý thất dạ cười nói ra, đối với cái này chút ít đại nhân vật mà nói, tại khi còn sống, chỉ sợ có thế khiến cho đến có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều đã ăn rồi. Thọ dược không phải vạn năng, ngươi phục được càng nhiều, dược hiệu lại càng yếu, đến cuối cùng, hoàn toàn là không dùng. Nếu như không phải đi đến tuyệt cảnh, ai nguyện ý đem mình chôn cất ở nơi như thế này? Cái kia địa tiên đâu? Lạc Phong Hoa không khỏi tò mò hỏi, địa tiên vậy là cái gì? Trên thực tế, địa tiên cùng bảo chủ là giống nhau. Lý thất giả nói ra, có điều, Địa tiên thì càng đáng sợ, địa tiên là chôn ở Long huyệt, tại trên nguyên tắc, địa tiên phục hoạt trùng sinh cơ hội sau bảo chủ càng lớn. Có thể chôn cất thành địa tiên người, cái kia chính là đáng sợ đến khó mà tưởng tượng, bọn hắn thậm chí là ở tại bọn hắn chính mình thời đại là một loại vô địch tồn tại, một loại quyền uy đại biểu. Đáng sợ hơn là, địa tiên có thể thống ngự theo hắn hạ tán tùy tùng hoặc là bộ hạ, địa tiên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi thời điểm thậm chí có thể ngự sử địa thi. Loại này truyền thuyết ta là nghe nói qua. Ngư Phấn cũng không khỏi lầm bầm nói ra, truyền thuyết tại chư đế thời đại trước đó, đã từng có sánh vai tại tiên đế tồn tại vô địch cự đầu đem mình chôn cất tại Long Huyệt bên trong, cụ thể có hay không trở thành địa tiên, liền không được biết rồi. Chúng tiểu cũng không khỏi vì đó hải nhiên, sánh vai tại tiên đế tồn tại, coi như không bằng tiên đế cường đại. Đó cũng là một tay có thể đồ diệt cửu thiên thập địa tồn tại, đây là bực nào đáng sợ nói như vậy tại thiên cổ thi địa bên trong địa thi là đẳng cấp thấp nhất sau đó là bảo chủ cường đại nhất là địa tiên trần bảo kiều không khỏi nói ra lời này cũng đúng cũng không đúng lý thất giả nói ra địa thi không nhất định là yếu nhất tồn tại đã từng có vô địch người muốn đánh vào thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất cuối cùng thất bại thành thiên cổ thi địa khôi lỗi hóa thành địa thi dạng này địa thi vừa ra đừng nói là bảo chủ liền là địa tiên đều nhượng bộ lui binh nghe được lý thất giả dạ cái này buổi nói chuyện chúng tiểu rốt cục đối với thiên cổ thi địa tồn tại đã có một cái đại khái khái niệm đại sư huynh chúng ta đây vì cái gì cùng bảo chủ làm giao dịch không cùng địa tiên làm giao dịch đâu hứa bội không khỏi tò mò hỏi địa tiên không được lý thất giả dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra đạt tới địa tiên chết như vậy người sẽ không dễ dàng cùng người làm giao dịch, trừ phi là cúng tế. Hơn nữa, chúng ta cũng đến không được địa tiên chỗ chôn cất địa phương, mặc dù có ta đây một thân thiên cổ y che chở, nhưng là tại trước mắt đến xem, các ngươi cũng chèo chống không đến địa tiên địa phương cất giấu. Các ngươi sẽ bị thi khí chỗ nhiễm. Bảo chủ đều chôn xuống đi, bọn hắn lại còn đứng lên theo chúng ta làm giao dịch. Trần Bảo Kiều cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Bảo chủ cũng tốt, đi tiên cũng tốt, chung cất ở chỗ này, chẳng khác nào chết đi đồng dạng, bọn họ đều là ngủ say, mặc dù bọn hắn có thể có một ít ý thức, nhiều thời gian hơn bọn họ là hỗn hỗn độn độn, nhưng là, có chút động tay là có thể bừng tỉnh bọn hắn, bọn hắn sẽ hạnh phúc ý leo ra theo chúng ta làm giao dịch. Nói đến đây, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, đi theo ta, các ngươi cùng sau lưng ta, mỗi người khoảng cách nửa xích. Đừng rời ta quá xa, nhớ kỹ ta giao dịch thời điểm không thể nói chuyện, nếu không cẩn thận chết ở chỗ này. Nói xong, cất bước bước vào thiên cổ thi địa. Lý Sương Nhan bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình, không dám khinh thường, xếp thành hai đội, nhau nhau cùng sau lưng Lý thất dạ. Chương 161, cùng người chết làm giao dịch thượng. Đương Lý thất dạ bọn hắn bước vào thiên cổ thi địa, tại đây trong nháy mắt, Lý Sương Nhan, thạch cảm đương bọn hắn cường giả như vậy đều thoáng cái cảm nhận được trong rừng, trong thạch động, thậm chí là dưới mặt đất đều có từng đôi mắt thoáng cái trợn đến, thoáng cái có vô số của người chết xông ra. Đột nhiên có địa thi xuất hiện, khiến chúng tiểu không khỏi sợn hết cả gai ốc, hai chân nhìn không được truông. Ken, 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 nhưng mà, vừa lúc đó, Lý Thất Dạ dùng trong tay đồng chù y gõ tiểu đồng la, từng tiếng đồng la thanh âm mang theo một loại thần bí tiết tấu vang lên thiên du du địa mang mang lộ quy lộ kiều quy kiều thiên cổ địa sứ giao dịch đến thần cũng tốt quỷ cũng tốt địa thi càng là lui ba miếu lý thất giả lúc này kéo ra cuốn họng phối thêm đồng la âm thanh tiết tấu hát lên đồng la thanh âm thét thanh âm lấy thần bí tiết tấu hỗn hợp ở cùng nhau hóa thành một loại khiến người ta không nói được tấu chương tại đồng la trong tiếng tại trong tiếng hét to, bầu không khí trở nên kinh khủng hơn, tự như là có người đi ở trong bóng tối vội vàng vô số cổ tử thi đồng dạng. Khiến người ta không khỏi sợ hết cả gai ốc. Nhưng là, nói đến quái, đồng la tiếng vang lên, thét tiếng vang lên, xuất hiện địa thi vậy mà giống như u linh chậm rãi thối lui, trốn vào rừng cây, đã trốn vào thạch đồng, đã trốn vào dưới mặt đất. Thấy như vậy một màn, Nam Hoài Nhân bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được vì cái gì lý thất dạ sẽ nhìn lấy cái này một trương y phục trách trưới. Thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiều quy kiều, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui ba miếu. Theo lý thất dạ gõ đồng la, vừa tẩu biên hét lớn, chậm rãi bước vào thiên cổ thi địa. Dãy núi lên xuống, dòng sông lao nhanh, tại đây sơn hà tú lệ địa phương, lại là mai tán vô số tu sĩ, bao gồm rất nhiều đại nhân vật thậm chí đã từng là vô địch thế hệ bước vào thiên cổ thi địa theo bọn hắn xâm nhập vùng đất này lượng lờ mà bốc lên thi khí theo thi khí hiểu rõ toát ra bắt đầu tập hợp tại lý thất dạ bên cạnh của bọn hắn nhìn thấy lượng lờ thi khí hướng cạnh mình tập hợp mà đến nam hoài nhân chúng tiểu trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lành nếu là thi khí nhập vào cơ thể đó cũng không phải là một kiện việc hay nhẹ thì đạo hành bị hao tổn, nặng thì trở thành địa thi. Ở thời điểm này, vác tại lý thất dạ trên lưng cái kia hộp dài vậy mà phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt quang hoa, chậm rãi toát ra từng luồng mùi thuốc, một loại nói không nên lời hương vị mùi thuốc, có ba phần mùi tanh. Có bảy phần xạ vị, quanh quẩn không ngừng, bao phủ đám người bọn họ. Nhắc tới cũng cổ quái, khi này cổ mùi thuốc ở tại bọn hắn quanh thân lượng lờ không tiêu tan thời điểm, thi khí vậy mà không có biện pháp tới gần càng là chỗ sâu thiên cổ thi địa thi khí lại càng nặng mà địa thi càng nhiều địa phương thi khí thì càng thêm dày đặc nhưng là y nguyên không cách nào xâm nhập lý thất giả dạ bọn hắn quanh thân khí lượng lờ mùi thuốc cái này che chở lấy lý thất giả dạ bọn hắn một đường đi về phía trước lý thất giả dạ bọn hắn đi không nhanh cũng không tính chậm leo núi lội nước từng bước một đi về phía trước tại trên đường bọn hắn gặp được vô số địa thi có loài người tu sĩ có yêu tộc tu sĩ, cũng có quỷ tiên, thiên ma. Hơn nữa, những này đã trở thành địa thi tu sĩ tại khi còn sống đều là đạo hành không kém. Mặc dù như thế, lý thất dạ một đường thét. Một đường đập vào đồng la, rất nhiều địa thi biết bọn hắn sau khi đi vào, đều là xa xa nhìn thoáng qua. Cũng không có công kích lý thất dạ bọn hắn, sau đó lại nằm trở về chỗ cũ. Tại đây dọc theo đường, Nam Hoài Nhân bọn hắn gặp được rất nhiều quan tài, có đồng quan, có mộc quan, có nê quan, có thạch quan, có kim quan, thậm chí có thần mộc chi quan. Vô số cổ quan tài có treo tại huyền nhai phía trên, có phù ở trong nước, có chìm dưới đầm, có phong trên cự thụ. Nhìn thấy có cũ có mới cái này vô số cổ quan tài, Nam Hoài Nhân bọn hắn chưa tiểu cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc. Nơi này được gọi là thiên cổ thi địa, hoàn toàn là phù hợp xưng hô như vậy, nơi này mai táng tu sĩ nhiều lắm. Nam Hoài Nhân bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy quan tài, cũng là hết sức tò mò, đều rất muốn biết những này trong quan tài ngã bên trong có hay không nằm thi địa, có điều, không có lý thất giả dạ đồng ý, bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Trên thực tế, Nam Hoài Nhân bọn hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Đại sư Huynh lấy động la mở đường, trong miệng hét lớn một ít khiến người ta nghe không rõ cổ chú, lại có thể làm cho tất cả địa thi cũng sẽ không công kích bọn hắn cũng không biết bay qua vài tòa núi. Chuyến qua mấy cái sông, cuối cùng, Lý Thất Dạ ở một cái bằng phẳng trong sơn cốc ngừng lại, cái này bằng phẳng sơn cốc tự như là đã từng bị bỏ hoang ruộng đồng, một lũng một lũng, hết sức chỉnh tề, nếu như nơi này không phải thiên cổ thi địa, thật đúng là khiến người ta cho rằng nơi này đã từng có người ở chỗ này từng làm ruộng. Cái thứ nhất bảo chủ liền tuyển cái này. Lý Thất Dạ đứng ở trong cốc, trên dưới đánh giá cái chỗ này khẽ đảo, cuối cùng làm quyết định. Lúc này, tại cốc bên ngoài không ít địa thi du đảng, vô số cổ địa thi con mắt đều tản mát ra ánh sáng u u. Giống như là người chết con mắt, lại như là ác quỷ độc chỉ riêng, khiến người ta thấy sợn hết cả gai ốc. Đứng ở nơi này trong cốc, chúng tiểu cũng không khỏi có chút trong nội tâm sợ hãi, thạch cảm đương bọn hắn ngược lại tốt một điểm, mà chúng tiểu trong suy nghĩ cho rằng, bảo chủ không sai biệt lắm là mang ý nghĩa ác ma lĩnh chủ, nói không chừng là đầu sinh sừng thú, cao trăm trượng, toàn thân dài mơ hồ tóc xanh. Một khấu phủ đệ, hai bái bảo chủ, ba hỏi ý kiến mua bán. Thiên cổ địa sứ, phụ thiên cổ chi dược, nhận u âm chi khí, nhập bảo sơn, đạp âm địa, gõ đánh địa phủ. Lý thất dạ vòng quanh sơn cốc mà chuyển, gõ đồng la, hét lớn nói ra. Lý thất dạ xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng, cuối cùng ngừng lại, một giọt máu tươi tích nhập dưới mặt đất, tùy theo yêu quát lên, một máu là minh quá tam ba bận, ứng giả xuất quan. Cuối cùng một tiếng thét, ở trên mặt đất cúi đầu. Lý thất dạ dạng này nghi thức đừng bảo là là nam hoài nhân chưa tiểu, liền là lý sương nhan bọn hắn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, dạng này nghi thức này chỗ nào giống như là giao dịch, càng giống là yến quỷ. Nhưng mà, kế tiếp chuyện càng đáng sợ xảy ra, oanh, 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 một hồi tiếng sấm vang lên. Đại địa như là mở ra đồng dạng, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc dưới mặt đất phát sáng lên, từng đạo từng đạo quan hoa phun ra ngoài, xen lẫn thành một cái đại trận, đại trận sáng lên về sau, kiếm minh thanh âm không ngừng, bạc bao vô cùng khí tức giống ung dương sóng lớn đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Oanh chỉ trong nháy mắt, dưới mặt đất chậm rãi hiện lên một bộ cổ quan, cổ quan là tím, điêu có long phượng, đây đã là nhìn không ra này là cổ quan gánh chịu bao nhiêu tối nguyệt. Nhìn thấy dạng này cổ quan, đám người cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, trong này thế nhưng là người chết nha. Đáng sợ hơn là, chết lại muốn phục sinh người. Người có gì giao dịch? Rốt cục, cổ quan ở trong vang lên một tiếng nói già nua. Lý thất già dạ ngồi xếp bằng trên đất. Đem vác trên lưng lấy cổ hộp lấy xuống, khoan thai nói ra, thiên cổ thi địa, thiên cổ địa sứ, chỗ giao dịch chi vật. Duy nhất hộp thiên cổ chi dược, nhận có u âm chi khí. Học không mở ra, chỗ thừa thiên cổ chi dược, không thể nào có được. Thiên cổ nguyên tắc, quá tam ba bận, đều có trước sau. Ít, 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 rốt cục, tử sắc cổ quan chậm rãi mở ra, bên trong nằm người một bước đạp đi ra. Ở thời điểm này, mọi người mới nhìn rõ ràng, từ cổ quan ở trong bước ra tới chính là một cái lão đạo nhân. Lão đạo nhân cổ hy vô cùng, đầu đội tử kim cổ quan, cầm trong tay phượng vĩ huy trần, chân đạp tiên vân bảo hoa, ở trên lòng ngực của hắn, có theo một cái đạo huy. Lão đạo nhân mặc dù hai mắt nhắm, trên người hắn tinh lực có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là cái kia bàn bạc vô tận khí tức lại làm cho trong lòng người cũng không khỏi vì đó rung lên, đạo nhân này khi còn sống tuyệt đối là cường đại. Tử Hà quan quán chủ, nhìn thấy cái này lão đạo nhân trước ngực đường huy. Ở một bên Nam Hoài Nhân không khỏi thất thanh nói. Nam Hoài Nhân mới mở miệng, lão đạo sĩ đột nhiên trận hai mắt lên, trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra hai vệt huyết quang. Hai vệt huyết quang như là thần tiễn đồng dạng bắn về phía Nam Hoài Nhân. Không tốt, ngưu phấn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đem trên lưng tiểu sát quét ngang, đùng một tiếng vang thật lớn, hai vệt huyết quang xuất tại ngưu phấn tiểu sát phía trên, như là thiên lôi đồng dạng nổ tung, ngưu phấn là chấn động đến bay ra ngoài. Mà Nam Hoài Nhân đều bị dư đạo tung bay, cùng phúng một cái máu tươi. Mạnh mẽ như vậy để đám người cũng không khỏi vì đó phát lạnh, ngưu phấn ở tại bọn hắn bên trong là cao thâm mạc trắc thế hệ, cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có lý thất dạ rõ ràng. Nhưng mà, hiện tại ngưu phấn lại bị hai đạo ánh mắt tung bay, cái này có thể nghĩ trước mắt lão đạo là bực nào đáng sợ. Ken, ngay tại lão đạo sĩ lần thứ hai mở mắt trong nháy mắt, lý thất dạ nặng nề mà gõ một cái trong tay đồng la, đồng la vừa vang lên, tiếng chiên như sóng to gió lớn đồng dạng, cùng cùng hướng lão đạo sĩ đánh tới ba một tiếng đương sóng âm như sóng đồng dạng trùng kích tại trên thân thể thời điểm lão đạo sĩ cũng là thân thể chấn động đông 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 liền lùi lại vào bước tiểu bối vô tri mở miệng tương phạm đã không còn lần thứ hai lý thất và trịnh trọng ngưng thần nói ra quý phủ như giao dịch ta và ngươi liền ngồi xuống nếu không giao dịch ta quay người liền đi tại đây thiên cổ thi địa bên trong chắc hẳn có không ít người nguyện ý cùng ta giao dịch cuối cùng nhắm mắt lại lão đạo sĩ vẫn là ngồi xuống, coi như là ngồi xuống về sau, hắn cũng vẫn là nhắm mắt lại, tự như là đang ngủ đồng dạng. Ở thời điểm này, bò dậy Nam Hoài Nhân cũng không dám lại nói nửa chữ, coi như hắn muốn mở miệng mười vạn phân cảm kích ngưu phấn. Lúc này cũng không dám mở lời, còn chúng tiểu càng là ngậm chặt miệng, ngay cả thở đều cẩn thận. Xuất dược, ngồi xuống về sau, lão đạo sĩ mở lời phun ra hai chữ lý thất giả cái lúc này mới giải khai bảo hạp phong ấn bảo hạp phong ấn rất cổ quái không phải là lấy công pháp chú ngữ mở ra cũng không phải lấy bạo lực đến mở ra mà là dùng một cái rất cổ quái thủ ấn phong tại bảo hạp phía trên sau đó bảo hạp chậm rãi mở ra đứng ở lý thất giả tương đối gần lý sương nhan cùng trần bảo kiều ở thời điểm này mới nhìn rõ ràng bảo hạp chi có chín vật mỗi một kiện đồ vật cũng không giống nhau hơn nữa mỗi một dạng đồ vật lý sương nhan cùng trần bảo kiều đều không gọi được tên đến căn bản cũng không biết là cái gì lý thất giả cẩn thận xét lại chính mình bảo hạp bên trong đồ vật về sau cuối cùng lấy ra một cái như hành hạch lớn nhỏ đồ vật nhẹ nhàng mà bày đặt trên mặt đất khoan thai nói ra thiên cổ thi hạch một cái kết hạch người làm một đầu tiềm long nên hạch chìm nổi thiên cổ tám vạn năm chỉ sợ có thể tăng lên ngươi thập thiên dư thọ nguyên Chương 162, cùng người chết làm giao dịch, hạ. Thi hạch, Lý Sương Nhan bọn hắn cũng không biết ra sao lai lịch, nhưng là, Ngưu phấn lại biết một ít, truyền thuyết, đã từng có một ít vô địch tồn tại muốn đánh vào thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất, nhưng là, cuối cùng nhất là đạo diệt bỏ mình, có ít người tại chiến tử trước đó, nhục thân hoàn chỉnh, thành địa thi, mà có chút là chiến tử về sau, nhục thể của bọn hắn là vỡ nát, nhưng là, lại có tinh huyết lưu lại, vật như vậy tại thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất chìm nổi vô số tuế nguyệt cuối cùng sẽ trở thành thi hạch một loại đồ vật đối với địa thi bảo chủ thậm chí là địa tiên đều có ít thứ tốt ngồi xếp bằng trên mặt đất lão đạo sĩ con mắt một trương huyết quang chật lóe lên sau đó lại nhắm lại yên lặng một hồi lâu cuối cùng lão đạo sĩ lấy ra một kiện đồ vật chậm rãi đặt ở trên mặt đất lúc này mọi người mới thấy rõ ràng đây là một cái bảo lô nhưng là đây không phải dược sư lô thần, mà là một cái tử thiết tạo thành bảo lô, mặc dù cái này bảo lô đã là phản phát quy chân, nhưng là, yên nguyên toát ra từng luồng khói xanh, đây không phải dược yên, mà là từng luồng thanh cương, một đám thanh cương giống như là một thanh thần kiếm. Có thể đâm thủng bầu trời. Tử cương lô, nhất yên nhất kiếm, công phạt phòng ngự gồm nhiều mặt. Lão đạo sĩ chậm rãi nói ra. Nghe được tử cương lô, cái tên này, ở đây thạch cảm đương trong nội tâm không khỏi đột ngột thoáng cái, hắn nghe từng nghe nói qua, lô này chính là tử hà quan một vị tuyệt thế quán chủ chỗ tế luyện, đã từng là được gọi là tử hà quan đệ nhị trấn quan chi bảo, hôm nay vậy mà tại cái chỗ này xuất hiện. Thành giao Lý thất dạ không nói nhiều nói, thoáng cái nhận tử cương lô, tiện tay ném cho trương ngu, nói ra, lô này thích hợp ngươi, hảo hảo phỏng đoán. Trương ngu nhận lấy tử cương lô trong nội tâm là kích động, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại lập tức nhắm lại, hắn mặc dù có thiên ngôn và ngữ cảm kích đại sư huynh, nhưng là bây giờ không phải là mở miệng nói chuyện thời điểm. Chúng tiểu cũng không khỏi hâm mộ, bất quá. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đi theo đại sư huynh, cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lão đạo sĩ thu hồi thiên cổ thi hạch về sau, chậm rãi lấy ra một thanh kiếm, kiếm chính là kiếm đá, vỏ đá chui đá, nhìn tựa hồ không ngờ tới. Ken một tiếng. Lý thất giả rút kiếm mà xem, kiếm một rút, lập tức vang lên một hồi tiếng lông ngâm, kiếm vừa ra khỏi vỏ. Tự như chân lông tường không, kiếm văng lân lân. Giống như là từng mảnh nhỏ vẫy rồng đồng dạng, rút kiếm mà ra thời điểm, kiếm lân tự như là có sinh mệnh đồng dạng hấp hợp, tự hồ muốn thoát kiếm bay ra đồng dạng. Hảo kiếm, lấy 230 vạn năm băng thần ly đạo cốt tạo thành, có băng ly chi uy, lấy cổ pháp tôi có in dấu sát phạt chi uy, không in dấu hạ công pháp, cái này mang ý nghĩa còn có lại đúc tiềm lực. Lý thất giả dạ vừa gãy kiếm này, khen tiếng nói. Băng ly kiếm, ta tráng niên tạo thành, được người có thể băng xương sát phạt chi công tế luyện chi. Cuối cùng, lão đạo chậm rãi nói ra. Nghe được nếu như vậy, đám người cũng không khỏi trở nên động dung. 230 vạn năm băng thận ly nha, chỉ sợ thánh hoàng đều nghe đến đã biến sắc mạnh mẽ như vậy thiên thú tạo thành bảo khí, đây là bực nào cường hoành. Lý thất giả mở ra chính mình bảo hạp xem xét, cuối cùng lấy ra một cái giống như hòn đá đồ vật, cái này giống như hòn đá đồ vật lại giống như là trái cây, nhưng là băng lãnh đá trắng, đèn nhánh không văng, nhìn tự như tảng đá. Cổ thạch quả, sống ở thiên cổ thi chỗ sâu nhất cổ đầm. Có thể tăng lên ngươi 15 ngày đến 20 ngày thọ nguyên. Giao dịch hay không? Lý thất dạ đem thạch quả đặt ở trên mặt đất. Nam hoài nhân chư tiểu, thậm chí là thạch cảm đương, đồ bất ngữ cũng không khỏi trở nên động dung, bọn họ cũng đều biết, lý thất dạ là vừa đạt được những vật này, nhưng là, lý thất dạ lại là nói liên tục, tự như gia bảo đồng dạng, chuyện này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thiên cổ thi địa chỗ sâu, thế gian người biết ít càng thêm ít, nhưng mà, lý thất dạ lại nói tiếp, lại giống như là chính mình hậu viện đồng dạng, ở đâu xin biết tất cả mọi chuyện nhất thanh nhị sở, đây quả thực là chuyện không thể nào. Về phần Lý Sương Nhan, nàng là chết lặng, quá quen thuộc, hiện tại Lý Thất và dạ sáng chế dạng gì kỳ tích, nàng đều đã không thấy lạ, thế gian còn có so, thể thư, trần quý hơn càng bất khả tư nghị đồ vật sao. Loại này vạn cổ đến nay đều không nghe nói qua ai có thể có được đồ vật gì đó, liền đang trong tay hắn, cho nên, Lý Sương Nhan hoàn toàn là thói quen Lý Thất Dạ tà môn. Chỉ có ngưu phấn trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, vạn cổ đến nay, chỉ sợ không có người so thiếu chủ biết đến sự tình càng nhiều, đối với thiên cổ thi địa rõ như lòng bàn tay, cũng không đủ là quái. Thành giao Lão đạo sĩ đã thu vào cổ thạch quả. liền một điểm do dự đều không có, chờ đợi vòng tiếp theo giao dịch. Luyện sát phạt, tế thần kiếm, thích hợp nhất ngươi rồi. Lý thất giả tiện tay đem băng ly kiếm ném cho đồ bất ngữ, đồ bất ngữ nhận lấy băng ly kiếm vội vàng hướng lý thất dạ đã bái bái đón lấy lý thất dạ không chút do dự xuất ra bảo hạp bên trong một cái chén nhỏ chén nhỏ trong suốt sáng long lanh cũng là bị che lại trong chén chỉ cần có gần một nửa chén chất lỏng chất lỏng như lam băng theo nhẹ nhàng mà dao động thoáng cái chén nhỏ băng lam băng làm chất lỏng trở nên vô cùng yêu mị lam yêu tuyền nửa chén xem như bảo chủ thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất làm yêu tuyền chỉ sợ không cần ta giải thích đi. Lý thất giả chậm rãi nói ra, ngươi có cái gì trọng bảo liền giao ra đây đi, đây là một cơ hội cuối cùng. Vừa nghe đến, làm yêu tuyền, cái tên này thời điểm, lão đạo sĩ hai mắt thoáng cái mở ra, huyết quang lóe lên, thân thể của hắn đều rung lên một cái, hai mắt nhắm lại về sau, lão đạo sĩ yên lặng thật lâu, một mực ngồi ở chỗ kia. Lúc này, đám người cũng không khỏi ngừng thở, mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì đây là một lần cuối cùng giao dịch nhưng là lý thất giả nói được trịnh trọng như vậy bọn hắn cũng không khỏi nhìn trước mắt lão đạo sĩ đều muốn nhìn xem xét lão đạo sĩ có thể xuất ra đồ vật như thế nào đến giao dịch giao dịch hay không qua hồi lâu sau lý thất giả mở lời thúc vị lão đạo sĩ này cuối cùng lão đạo sĩ trịnh trọng lấy ra một vật chậm rãi để dưới đất khi này kiện đồ vật lấy ra về sau kim quan sáng lạn Từng luồng kim quang tự như là tơ vàng tạo thành đồng dạng, càng khiến người ta động dung chính là thứ này xuất ra một về sau vậy mà vang lên từng sợi từng sợi nghe rất nhẹ rất nhẹ tiên âm, tự như có tiên nhân khẽ nói đồng dạng. Đây là một quyển cổ tráp, này cổ tráp cũng không biết lấy vật gì chế, nhìn giống tơ vàng, lại như là cổ tia, mặc dù cái này cổ tráp gánh chịu vô số tuế nguyệt, nhưng y nguyên kim quang sáng lạn, tiên đạo thành ngoài cửa thành chỗ thiếp sổ tay một phần thấy một lần vật ấy, Lý Thất Dạ có chút động dung, hai mắt ngưng tụ, sau đó nhìn trước mắt lão đạo sĩ, nói ra, ngươi có thể thấy được tiên đạo thành. Lý Thất Dạ nói như vậy cũng làm cho lão đạo sĩ thân thể chấn động, hai mắt trương thoáng cái, lại nhắm lại, qua một hồi lâu, nói ra, lúc tuổi già thời khắc, chỉ là nhìn liếc qua một chút, kéo xuống một quyển, có thể nói gì thuật. Lý Thất Dạ chậm vào trước mắt lão đạo sĩ, cuối cùng chậm rãi nói ra. Thảo kiếm kích tiên thức thuộc một quyển. Lão đạo sĩ chậm rãi nói ra. Nói đến đây, nhắm mắt lại hắn là nhẹ nhàng mà thở dài một cái, tựa hồ là một loại cảm khái, một loại tiếc hận. Ngươi vận khí rất tốt, lại là vận khí rất kém cỏi, nếu như ngươi tráng niên thấy một lần tiên đạo thành, có lẽ ngươi khi còn sống sẽ có cao hơn tạo nghệ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Cuối cùng, lấy ra Thảo kiếm kích tiên thức nhìn qua, sau đó tiện tay ném cho hứa bội chép một phần chính mình tự luyện nguyên bản trả tông môn không có cho phép không được truyền cho người thứ hai lý thất giả phân phó nói ra hứa bội vô cùng kích động thu hồi cổ tráp, vội vàng hướng lý thất giả đã bái bái trong nội tâm nàng kích động đến đều không thể hình dung tại ma bối lĩnh thời điểm lý thất giả ban thưởng nàng trăm vạn năm niên luân hiện tại lại ban thưởng nàng vô cùng trân quý thức thuật đại sư huynh đối nàng hậu đãi coi như là đại sư huynh xong pha khói lửa cũng không chối từ. Lão đạo sĩ vừa thu lại khởi lam yêu tuyền nước, xoay người rời đi. Bước vào trong quan tài cổ, theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, cổ quan chìm vào dưới mặt đất, đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Đương cổ quan chìm vào trong đất về sau, Nam Hoài Nhân bách bắt lấy cái này cơ hội khó được, bách không kịp đợi mà hỏi thăm, đại sư huynh, vì cái gì chỉ giao dịch ba lần đâu quá tam ba bận một cái bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch ba lần thay phiên ra bảo nếu có một phương không nguyện ý giao dịch đoạn ngừng mỗi người đi một ngã thiên cổ thi hạp bên trong thiên cổ thi bảo chỉ có chín cái nhiều nhất chỉ có thể cùng ba vị bảo chủ giao dịch mỗi một vị bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch ba lần lý thất giả dạ nói ra thiên cổ thi bảo khuất đao ly bọn hắn cũng không khỏi nhau nhau, nhau nhìn lấy lý thất giả dạ vác tại trên lưng học dài. Thiên cổ bảo hạp, thiên cổ địa sứ y, kinh thi la. Lý thất giả dạ vỗ một cái trên người cũ nát y phục, dừng lên trong tay đồng la, nói ra, không có cái này ba kiện đồ vật, liền thành không được thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ là cái gì? Liền đi theo lý thất giả dạ bên người Trần Bảo Kiều cũng nhịn không được hỏi. Ken, nhưng mà, lúc này lý thất dạ không có trả lời trần bảo kiều vấn đề hắn đã gõ đồng la yêu quát lên thiên du du địa mang mang lộ quy lộ kiều quy kiều thiên cổ địa sứ giao dịch đến thần cũng tốt quỷ cũng tốt địa thi càng là lui ba miếu vừa nghe đến lý thất dạ thét thanh âm lý sương nhan bọn hắn cũng không dám đợi chậm lập tức đi theo lý thất dạ sau lưng xếp hàng ngũ đi theo lý thất dạ rời đi sơn cốc này lý thất giả dạ bọn hắn lại một lần nữa lên đường tiếp tục tìm kiếm vị thứ hai bảo chủ lý thất giả dạ đám người bọn họ tiếp tục trèo đèo lội suối lý thất giả dạ chọn lấy cái này đến cái khác phong thủy bảo địa rất rõ ràng lý thất giả dạ đối với thiên cổ thi địa phong thủy bảo địa rõ như lòng bàn tay khiến thạch cảm đương bọn hắn cũng không khỏi vì đó kỳ quái bọn hắn căn bản là nhìn không ra cái gì là phong thủy bảo địa nhưng là Lý thất dạ lại đối nơi nào có như thế nào phong thủy bảo địa biết nhất thanh nhị sở, khiến bọn hắn đều cảm thấy vô cùng tạ môn, nhưng là, lại không tiện mở miệng hỏi Lý thất dạ. Trên thực tế, Lý thất dạ đối với thiên cổ thi địa hiểu rõ, cái này cũng không đủ để là lạ. Tại trăm ngàn vạn năm đến, đã từng xem như âm nha hắn, hắn tiến vào thiên cổ thi địa số lần chỉ sợ là không ai có thể so. Đừng nói là thiên cổ thi địa, liền thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất hắn đều đã từng đi vào, thậm chí dẫn người đi đánh qua. Nơi nào có phong thủy bảo địa, nơi nào có long huyệt, hắn có thể không rõ ràng sao? Tại trên đường, Nam Hoài Nhân bọn hắn đã từng gặp được một ít bảo thụ đang thảo, thậm chí là phát hiện một ít bảo khoáng, nhưng là, lại không thể đào, bởi vì Lý Thất già dạ từng có khuyên bảo, bọn hắn chuyến này là giao dịch, trừ giao dịch bên ngoài, không thể lấy thiên cổ thi địa bất kỳ vật gì, cái này quy tắc là không thể thay đổi. Chương 163, Trung Châu Chi Bảo, Thường Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một cái đầm sâu, cái này đầm sâu tự như nước động, sâu không thấy đấy, hàng khí bức người, đứng ở bờ đầm, khiến người ta không tự cái run rẩy. Oanh, đương Lý Thất Dạ cử hành xong giao dịch nghi thức về sau, toàn bộ đầm sâu đã tuôn ra như mực tàu đồng dạng quan mang, từng đạo từng đạo hắc mang như là ma kiếm đồng dạng, ma khí trùng thiên, khiến người ta không hàng mà lệ, tự như là một vị dưới mặt đất ác ma xuất thế đồng dạng. Xuyển, 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 khi tất cả hắc mang đang vào một chỗ thời điểm. Từng đợt âm hiểm cười tiếng vang lên, hắc mang bên trong bước ra một cái bóng, không quan tài, hơn nữa, cái bóng này đạp mạnh đi ra, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, hắc vụ đậm đến giống vẫy mực đồng dạng, thế nào cũng hóa không khai, hơn nữa tại hắc vụ bao phủ dưới, căn bản thấy không rõ cái này hình bóng bộ dáng, trong hắc vụ, có gào rít tiếng gầm, sương mù biến ảo, tự như bên trong có hồng hoang hung thú muốn xông ra đến đồng dạng. Cái bóng này đạp mạnh đi ra, liền là tà khí trùng thiên, nam hoại nhân bọn hắn cũng không khỏi sợ run cả người, cái loại này tà khí thẳng nhiếp bọn hắn hồn phách bọn hắn cảm giác mình là bị ác ma nhìn chằm chằm vào đồng dạng, xuyển, 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 bóng đen này vừa bước lên đến, liền một hồi âm hiểm cười, âm âm nói ra, thiên thi địa sứ, bản tọa mặc dù nghe qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, tiểu quỷ, đưa trước tất cả thi bảo, bản tọa có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. cái này bảo chủ đi ra câu nói đầu tiên lập tức làm cho tất cả mọi người biến sắc, bất luận là lý sương nhan bọn hắn hay là ngưu phấn bọn hắn những ngày người đời trước bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này bảo chủ đột nhiên làm khó dễ không giống lão đạo sĩ như vậy theo như quy tắc đến giao dịch nếu là giao dịch ta hoan nghênh nếu là muốn cưỡng đoạt hào đoạt cút cho ta chỉ có lý thất dạ bình chân như vậy đối mặt cái này mà khí trùng thiên bảo chủ yên nguyên bình tĩnh tiểu chúc chích bản tọa khi còn sống danh hào có thể đủ hù chết ngươi bóng đen cười âm hiểm nói nói Lý thất dạ khoan thai cười một tiếng, nói ra, Long minh cổ triều dương nghiệt mà thôi, vì đủ thành đạo. Hôm nay ngươi muốn giao dịch. Giao ra ngươi Long minh cổ triều điểm này di sản, nếu không, liền cút cho ta về ngươi trong mộ đi. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào, bóng đen này lập tức một tiếng quát chói tai. Như là xét đánh, ngay một khắc này, bóng đen xuất thủ. Một cái hắc thủ do tới, như là quỷ thủ đồng dạng trực tiếp hướng lý thất dạ đột nhiên cầm ra tới quỷ thủ có thể nhiếp thiên địa, có thể cầm nhật nguyệt, có thể bắt âm dương, một tay phía trên, thánh hoàng đều hồn bay. Quản chi bóng đen này đã là cái người chết. Sinh cơ khó tồn, nhưng là, y nguyên đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Ken, 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 nhưng mà, liền đang sống chết trước mắt, lý thất dạ như cuồng phong bạo vũ đồng dạng gõ nổi lên kinh thi la, cái này cuồng phong bạo vũ tiếng chiên vang lên thời điểm tự như đánh đập lấy đại địa. Trên kinh thiên khung, dưới động địa phủ. a, à, hét thảm một tiếng vang lên, cái thanh này ngư phấn bọn hắn đều sợ hãi kêu lên một cái, cho rằng lý thất dạ bị bóng đen bắt lấy, nhưng là, thấy rõ trước mắt chuyện xảy ra thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi ngây dại. Tại phía dưới mặt đất, đột nhiên chọc vào ra một tay đến. Một cái khô quắc như vuốt chim mọc đầy lông xanh đại thủ từ dưới đất bắt đi ra, thoáng cái bắt lấy hắc ám, vô cùng sắc bén móng vuốt đâm xuyên qua bóng đen, bóng đen kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Bóng đen nhỏ xuống bốn giọt máu tươi. Máu tươi vô cùng tiên diễm, tự như là bốn khỏa huyết toản đồng dạng, bốn giọt máu tươi rơi tại ở trên mặt đất thời điểm. Thoáng cái chôn vùi, sau đó toát ra lượng lờ khói xanh. Một máu một năm, chôn trăm ngàn vạn năm lại như thế nào, cuối cùng còn không phải trả lại thiên cổ thi địa nhìn lấy bốn giọt máu tươi hạ xuống trên mặt đất biến mất lý thất dạ ung dung vừa cười vừa nói phóc theo cái kia mọc đầy lông xanh đại thủ bóp bóng đen hôi phi yên diệt liền cho cốt đều không có lưu lại tại đây mọc đầy lông xanh đại thủ dưới chỉ sợ là đã từng hung danh hiển hách quét ngang bát phương tồn tại cũng không đủ thành đạo như là bóp chết một con kiến đồng dạng oanh lông xanh đại thủ chìm vào dưới mặt đất mà chết đầm cũng theo đó sụp đổ cái chỗ này lún xuống, cuối cùng biến mất, biến thành một cái chỗ trũng chi địa. Một cái phong thủy bảo địa băng diệt, liền có mới phong thủy bảo địa sinh ra. Lý thất giả dạ khoan thai cười lấy nói ra, chó không đổi được đớp cứt, trăm ngàn vạn năm đi qua, chỉ là di nghiệt thật đúng là là lấy cổ minh vi tôn. Không đoạn ngươi sinh lộ, đều có lỗi với chính mình. Chúng tiểu bị dọa đến hai chân như nhũng ra. Đó là đặt mông ngồi dưới đất. Mà thạch cảm đương, Đồ bất ngữ bọn hắn nghe được lý thất dạ, trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên, lý thất dạ ngay từ đầu căn bản là không có muốn cùng đối phương giao dịch, mà là muốn giết sạch đối phương, ngay từ đầu lý thất dạ liền hãm hại cái này phong thủy bảo địa bảo chủ. Thạch cảm đương đã từng là cái hung nhân, đồ bất ngữ từng hành tẩu bát phương, đều là thấy qua việc đời người, lúc này bọn hắn cũng không khỏi đau nhức sống lưng lạnh buốt, tính toán bảo chủ, cái này sợ không có mấy người cảm tưởng giống như sự tình đột nhiên xuất hiện mọc đầy lông xanh đại thủ. Không biết đem vùng này bao nhiêu địa thi là sợ hãi, lúc này, coi như là cường đại trở lại địa thi đều nằm ở sao huyệt của mình bên trong không dám ra đến. Lông xanh đại thủ là cái gì? Có thể nhất bình tĩnh liền là Lý Sương Nhan, nàng đã thấy nhưng không thể trách, thanh lãnh bình tĩnh hỏi. Quy tắc, trừng phạt, thiên cổ thi địa thiết luật. Người thế nào xưng hô nó đều được. Lý thất giả cười nói ra, ta hiện tại là địa sứ, ở chỗ này làm giao dịch, cho nên, bất luận ai vi phạm với giao dịch, đều sẽ nhận trừng phạt. Vừa rồi cái kia, đó là cổ minh. Ngư phấn cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Nói ra, hắn vậy mà đến từ chính truyền thuyết Long Minh Cổ Triều. Cái này, đây chính là Long Minh Tiên Đế xây Cổ Triều nha. Dương nghiệt mà thôi, nhân hoàng giới, bất kỳ cổ minh dám làm càng, đều giết không tha. Lý Thất Dạ ung dung nói ra Chư Tiểu không dám nói lời nào Mà Thạch Cảm Đương trong lòng bọn họ vì đó rùng mình Bọn hắn cảm giác được Lý Thất Dạ đối với cổ Minh là có thêm một loại không nói được sát ý Cái này hình như hắn cùng cổ Minh có cựu oán đồng dạng Thạch Cảm Đương bọn hắn đương nhiên cho rằng đây là chuyện không thể nào Cổ Minh nhất tộc Tại nhân hoàng giới đã sớm trăm ngàn vạn năm không xuất hiện qua Hắn một thiếu niên 15-16 tuổi làm sao có thể cùng cổ minh tộc kết thù đây? Thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiều quy kiều, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui ba miếu. Mặc dù chúng tiểu thậm chí là Lý Sương Nhan bọn hắn đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Lý Thất Dạ cũng không trả lời, bước lên tiếp tục tìm kiếm phong thủy bảo địa hành trình. Bay qua từng tòa núi về sau, cuối cùng, Lý Thất Dạ tuyển bảo cái thứ ba phong thủy bảo địa, đã chọn vị thứ hai bảo chủ. Đây là một cái cổ động, cổ động thâm bất khả trắc. Đương lý thất giả cử hành xong giao dịch nghi thức về sau, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, hồi lâu sau, mọi người thấy có bốn cổ bạch cốt ngẩng đầu một bộ cự hầm quan tài từ trong cổ động đi tới. Bộ này cự hầm quan tài tột bực, vậy mà dùng cực kỳ hiếm thấy trầm tinh thiên kim chế tạo, cực kỳ trân quý, chính là luyện đạo ngoại kỳ binh cực phẩm tài liệu. Đương cự hầm quan tài buông thời điểm, tiếng sấm vang lên, liền đại địa đều lay động một cái. Trong quan tài lớn đi ra một cái lão nhân, đồng nhan tóc trắng, mặc dù mặc áo vải, nhưng lại không nhún bụi trần, hắn từ trong quan tài lớn đi ra. Tự như là từ trong tranh đi ra tới lão tiên người đồng dạng, nếu như hắn không phải hai mắt nhắm, lại là xuất hiện ở đây thiên cổ thi địa, bằng không thì, thật đúng là khiến người ta khó mà tin tưởng trước mắt cái này giống như thần tiên lão nhân đúng là người chết. Có chút ý nghĩa, quần tiên các truyền nhân cũng không có thể ngoại lệ, vậy mà cũng muốn trùng sinh. Lý thất dạ ngồi dưới đất, ung dung nói. Nghe được quần tiên các cái tên này, chúng tiểu ngược lại tốt, nhưng là, ngưu phấn bọn hắn vì đó rùng mình, trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc, quần tiên các, cực kỳ thần bí tồn tại. Từng cùng chiến thần điện nổi danh, nhưng là, so chiến thần điện càng biết điều hơn, thế gian rất ít người có thể nhìn thấy quần tiên các đệ tử, nhưng là, từ quần tiên các đi ra đệ tử đều là nghịch thiên thế hệ. Từng quần tiên các truyền nhân, đây là bực nào cường đại, là bực nào đáng sợ. Bất hiếu tử đệ mà thôi, thẹn với quần tiên các ba chữ. Mặc dù là chôn ở nơi này người chết, nhưng mà, lão nhân này nói chuyện thập phần hòa ái, khiến người ta cảm thấy như gió xuân Phật mặt đồng dạng. Lý thất giả nở nụ cười, từ thiên cổ bảo hạp bên trong lấy ra một đầu cũng không phải là rất dài hành rễ hành rễ toàn thân xích kim, tự như thần kim chế tạo đồng dạng, đoạn này xích kim hành rễ tự như bị sâu mọc đục qua đồng dạng, có nguyên một đám nho nhỏ lỗ sâu. Nếu là xuất hiện ở quần tiên cát, vậy cũng không cần ta nhiều lời căn này xích thiết vệ trùng là sống tại thiên cổ thi địa nơi nào đi. Lý thất giả đem vật ấy bày tại trước mặt, nói ra. Lão nhân trầm mặt một chút, sau đó chậm rãi lấy ra một cái thạch tháp đặt ở trước mặt, thạch tháp không lớn, thậm chí có thể nói là rất là thô ráp, nhưng là lại bóng loáng không gặp góc cạnh, tự như bị người một lần lại một lần mài vũ qua đồng dạng. Huyền cổ tháp, một tháp thông u, đạo ngoại kỳ bảo, bên trên có thế khóa đại đạo, hạ có thể trấn ác ma, từng trong tay ta mài vũ tám vạn năm. Lão nhân từ từ nói. Thành giao. Lý thất giả lập tức lấy qua huyền cổ tháp, tiện tay ném quá sau lưng thạch cảm đương, từ từ nói ra, đã là là tẩy nhang cổ phái khách khanh, coi như là tẩy nhang cổ phái lễ gặp mặt. Chỉ cần là tẩy nhang cổ phái hiệu trung, tẩy nhang cổ phái sẽ không bạc đãi ngươi. Thạch cảm đương cũng không có nghĩ đến bảo vật sẽ có phần của mình, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đối lý thất giả dạ đã bái ba bái, trịnh trọng kính cung. Đây là phát ra từ với bên trong tâm thành kính. Lão nhân nhận xích thiết về trùng rễ về sau, hắn trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một kiện đồ vật bày đặt tại trước mặt. Đây là một chiếc gương, tấm gương phong cách cổ xưa, không biết là vật gì tạo thành, mặt kính lại là lõm vào, tự như là miệng cá đồng dạng, khi này cái gương vừa lấy ra thời điểm, một cổ đại hiền khí tức đập vào mặt. Mặc dù cái này tấm gương đại hiền khí tức đã là cực kỳ thu liễm, nhưng là, vẫn là để thiên địa bỗng nhúc nhích, ở đây đám người bị cái này một đám đại hiền khí tức ép tới không thở nổi. Ngư Long bách biến kính, ngư Long thánh đồng tạo thành, thất văn đại đạo bảo kim, thất văn mặc dù không thành từ, không thành câu, nhưng, này bảo khí đi theo ta cả đời, đại hiền bảo khí. Lão nhân nói, lời này vừa ra, để chúng tiểu trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái, đại hiền bảo khí, đây là bực nào đáng sợ, bực nào cường đại, thất văn thánh đồng, dạng này bảo khí quá trân quý, bọn hắn biết, tại tẩy nhang cổ phái bên trong đại trưởng lão trong tay có một thanh. Chương 164, Trung Châu Chi Bảo, Hạ. Lý thất dạ nhìn nhìn chính mình bảo hạp, cuối cùng lấy ra một cái một cái xác ve, xác ve như ngân y, trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng rằng một con ve bạc. Vô tâm ngân thiền y, cả đời ở chỗ sâu vô tâm cốc, có thế thêm ngươi 20 ngày thọ. Lý thất dạ đem con ve y đặt ở trước mặt, nhìn lấy lão nhân nói. Lão nhân không nói hai lời, thoáng cái thu hồi cái này vô tâm ngân thiền y, cái này ý vị ý lấy giao dịch thành công. Lý thất giả bắt lại ngư long bách biến kính, ném cho khuất đao ly, cái gì cũng không nói. Cùng nam hoài nhân bọn hắn cùng nhau so với. Khuất đao ly là về sau bị lý thất giả chỗ đề bạc tra tới đệ tử, hắn cùng với lý thất giả giao hệ càng càng một ít, hắn cũng không nghĩ tới, phân bảo vật cũng có chính mình một phần. Hắn nhận lấy ngư long bách biến kính về sau, gấp hướng lý thất giả phục bái. Đại hiền bảo khí, đây là trân quý bực nào, đây đối với khuất đao ly dạng này đệ tử đời thứ ba mà nói, trước kia không cần suy nghĩ sự tình. Một lần cuối cùng giao dịch, Lý Thất Dạ nhìn mình bảo hạp bên trong còn dư lại thi bảo, cuối cùng, lấy ra một cái chén nhỏ, chén nhỏ như ngọc, bị phong lại, trong chén vậy mà đựng lấy một điểm máu tươi. Mà điểm này máu tươi không phải đặc biệt tiên diễm. Bị pha loãng qua bảo huyết, ngươi nên biết trân quý của nó đi. Lý thất giả dạ đem này máu để dưới đất, từ từ nói. Một mực đều nhắm mắt lại lão nhân đột nhiên mở ra con mắt, ánh mắt hắn vừa mở, huyết quang lóe lên, sau đó lại nhắm lại. Lão nhân trầm mặt thật lâu, cuối cùng móc ra một mặt cổ kỳ, cổ kỳ có chỗ tổn hại, mặt cờ phá một cái hố, nhưng là, này cờ ra, lập tức sát khí ngút trời, một đám sát khí, đều đủ khiến người ta cảm thấy là đầu người rơi xuống đất, này mệnh đừng vậy. Này cờ vừa ra thời điểm, đám người cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, này cờ sát khí quá nặng đi, làm cho lòng người bên trong không khỏi rung lên một cái. Đã từng là cổ chiến trường thần sát kỳ. Không nghĩ tới lại bị ngươi lấy được. Lý thất dạ nhìn thấy này cờ, đều có chút ngoài ý muốn, sau đó lấy qua này cờ, gật đầu nói ra, thành giao. Lão nhân thu hồi trong chén một giọt máu tươi. Xoay người rời đi, nằm nhập trong quan tài, cuối cùng bị bốn cổ bạch cốt nhất vào bên trong cái hang cổ cố gắng tu luyện đi này cờ trọng yếu vô cùng đừng để ta thất vọng rồi lý thất giả đem sát khí cùng cùng thần sát kỳ ném cho nam hoài nhân nam hoài nhân vừa tiếp xúc với quá này cờ cũng không khỏi giật cả mình biết bảo vật này khó lường hắn lập tức bái tại đất dập đầu nói đa tạ đại sư huynh hiu trọng mặc dù lý thất giả đem cường đại như thế nghịch thiên thần sát kỳ ban cho nam hoài nhân nhưng là chư tiểu đều không ý kiến mọi người đều biết Nam Hoài Nhân là cái thứ nhất hiệu trung lý thất giả người, đối với Đại sư Huynh là khăng khăng một mực. Được ban cho như thế thần vật. Cũng không đủ là quái. Thừa dịp giao dịch xong khe hở, Trần Bảo Kiều có một cái nhẫn nhịn thật lâu vấn đề, nàng nhịn không được hỏi, thi bảo có thế trường thọ, tu sĩ khác không phải là có thể dùng. Không được. Thi bảo đối với bảo chủ, địa tiên hữu dụng. Lý thất giả lắc đầu, nói ra, có điều, có thể đánh động địa tiên thi bảo là cũng không nhiều. Một lần cuối cùng giao dịch. Nam Hoài Nhân bọn hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, Lý Thất Dạ đã mang theo đám người bước vào long mạch dọc theo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một tòa lăng tuyệt thiên khung cao phong, là một tòa cực cao cực cao cự nhạc, đứng ở nơi này cự nhạc phía trên, tầm mắt bao quát non sông. Đương đứng ở nơi này phía trên thời điểm, chư tiểu cũng không khỏi trở nên động dung, ngọn sơn phong này thật sự là thái quá mức khí thế bàn bạc. Vậy đơn giản chính là có thể xưng đệ nhất phong. Không phải Long Huyệt, lại không thua gì Long Huyệt, đánh cược một lần. Đương Lý Thất Giả tuyển tại cái này phong thủy bảo địa thời điểm, không khỏi động dung nói. Cuối cùng, Lý Thất Giả cử hành xong giao dịch nghi thức, nghi thức vừa kết thúc, một người đột nhiên xông ra. Không có người thấy rõ ràng người này là thế nào xuất hiện khi thấy rõ đột nhiên này xuất hiện người thời điểm, nam hoài nhân chúng tiểu cũng không khỏi xem ngay người, nữ tử trước mắt lại là hơn 30 nữ tử, tuyệt thế phong hoa. Khó mà dùng bút mực hình dung. Tuyệt thế phong hoa nữ tử nàng cái kia thành thục thùy mị khiến người ta tim đập thình thịch. Lý Sương Nhan dung nhan tuyệt thế, Trần Bảo Kiều khuyên quốc khuyên thành, nhưng là, cùng nữ tử trước mắt cùng nhau so với, đều thiếu khuyết một điểm thành thục phong vận, Trần Bảo Kiều có thể nói là hồng nhan hòa thủy vưu vật, mì cổ tận sinh, nhưng là, nhưng không có trước mắt nữ tử này cái chủng loại kia thành thục mà đại khí thùy mị. Nếu không phải nữ tử trước mắt nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ nam hoài nhân bọn hắn cũng không dám tin tưởng nữ tử trước mắt là một người chết. Trung Châu Cổ Quốc Công Chúa, yếm vật tiên đế thời đại đệ nhất Mỹ nữ, mạo tối Mỹ, tài tối tuyệt, tam thánh tư chất, để bao nhiêu tuấn kiệt khuynh đảo, mặc dù xưng đệ nhất mỹ nữ quá vậy nhưng cũng kém chi không xa lý thất dạ nhìn trước mắt nữ tử cũng không khỏi cảm khái hít một tiếng đã từng là vang dội một thời đại mỹ nữ xem như âm nha hắn đã từng thấy qua một lần không nghĩ tới hiện tại lại có thể gặp lại một lần có điều trăm ngàn vạn năm về sau gặp lại một lần nàng đã là người chết trước mắt tuyệt thế nữ tử một trương tú mục huyết quang lóe lên nàng lại nhắm lại hai mắt cũng không nói gì một câu. Lý thất dạ ngồi trên đất bên trên, trước mắt tuyệt thế nữ tử cũng ngồi trên đất bên trên, lý thất dạ mở ra chính mình bảo hạp, nhìn lấy cuối cùng ba kiện thi bảo, cuối cùng, hắn một hơi lấy ra ba kiện thi bảo, nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, từ từ nói ra, ta lấy ba kiện thi bảo, đổi lấy ngươi trung châu cổ quốc cái kiện đồ vật kia. Lý thất dạ vừa dứt lời dưới, tuyệt thế nữ tử đứng lên xoay người rời đi, nàng một câu cũng không nói. Ta lại thêm một cái điều kiện, tại giao dịch bên ngoài, ta có thể nói cho người biết sở vân thiên chôn cất ở đâu. Lý thất giả lập tức kêu lên. Tuyệt thế nữ tử thân thể cứng đờ, sau đó trong nháy mắt xoay người lại, nàng tú mục một trương, đáng sợ huyết quan thoáng cái chăm chú vào lý thất giả trên người. Cái này đáng sợ huyết quan tựa như muốn đinh mặt lý thất giả đồng dạng, đồng thời tự hồ nàng là muốn nhìn thấu lý thất giả đồng dạng. Đừng cảm xúc quá lớn ba động, đây đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi thế nhưng là tích góp từng tí một vô số tuế nguyệt mới để giành thọ nguyên, ngươi là hy vọng lấy ra dùng sao. Lý thất giả ung dung nói ra, đương thời, chỉ sợ biết sở vân thiên người đã là không có. Ta nếu biết, liền sẽ không dùng lời đến lừa gạt ngươi. Cuối cùng, tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, nàng trầm mặt, chẳng hề nói một câu. Ta biết Trung Châu cổ quốc cái kiện đồ vật kia trong tay ngươi, tại năm đó, Trung Châu cổ quốc đại nạn thời điểm, cái kiện đồ vật kia một mực không xuất hiện, giải thích duy nhất chính là ngươi mang đi nó. Ta cho ngươi biết sở vân thiên sự tình, cũng coi là hiểu rõ ngươi tâm nguyện. Chặt đức này niệm, nói không chừng ngươi có thể tái thế trùng sinh. Suy nghĩ thật kỹ đi. Lý thất dạ khoan thai nói. Thạch cảm đương bọn họ là nghe được như hòa thượng sờ đầu. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết sở vân thiên là ai, càng không biết cái gọi là trung châu cái kiện đồ vật kia là cái gì. Bí mật này cũng chỉ có lý thất dạ một người biết mà thôi. Về phần tại sao lý thất dạ sẽ biết nhiều như vậy, nam hoài nhân bọn hắn cũng sẽ không hỏi nữa, bọn hắn đều sắp thói quen lý thất dạ biết hết thảy sự tình. Tuyệt thế nữ tử trầm mặt cực kỳ lâu, cuối cùng lấy ra một cái hộp đá, chậm rãi đặt ở trên mặt đất, nói cái gì đều không có nói. Lý thất dạ chậm rãi đem tay đặt ở hộp đá phía trên, cũng không có mở ra Chỉ là cảm ứng đến hộp đá Cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng Nói ra Trung châu chi bảo nha Lý thất dạ đem ba kiện thi bảo Đổ lên tuyệt thế nữ tử trước mặt Sau đó thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ Lý thất dạ lời nói cực thấp cực thấp Hắn cũng chỉ có tuyệt thế nữ tử Có khả năng nghe được Nghe xong được lý thất dạ lời nói về sau Tuyệt thế nữ tử chấn động toàn thân Trong nháy mắt mở ra tú mục Huyết quang như hồng Đừng kích động Ngươi thọ nguyên đến từ không dễ, ngươi bây giờ lấy ra dùng, liền là vô số tuế nguyệt uổng phí." Lý Thất Dạ trầm giọng cảnh cáo nói ra. Cuối cùng, tuyệt thế nữ tử nhắm mắt lại. Thu ba kiện thi bảo, sau đó hình bóng lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không có thấy rõ ràng nàng là thế nào rời đi. Lý Thất Dạ trịnh trọng thu hồi hộp đá, nói cái gì đều không có nói. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vỗ vỗ lạc phong hoa vai bên cạnh, nói ra về sau có cơ hội, lại phân ngươi một kiện bảo vật. Đại sư Huynh, có du long tác ta đã rất thỏa mãn. Mặc dù lần này phân bảo không có lạc phong hoa phần, nhưng là, lạc phong hoa đã rất thỏa mãn, cổ ý trai xem ở đại sư Huynh phương diện tình cảm đưa cho hắn một chi du long tác, đầy đối với hắn mà nói, đã là thập phần làm khó được. Huống chi, hắn có thành tựu của ngày hôm nay, đều là đại sư Huynh một tay bồi dưỡng ra được. Về phần Lý Sương Nhan, trần bảo kiều cũng không cần nói các nàng biết đúng mực tiếng thối ngư phấn không quan tâm quá nhiều bảo vật trên thực tế hắn có bảo vật cũng không ít đối với hắn mà nói lý thất già dạ truyền thụ cho hắn thập bát giải so trong thiên địa tất cả bảo vật đều trân quý lý thất già dạ quyết định phương hướng về sau mang theo đám người xuống núi chuẩn bị rời đi thiên cổ thi địa nơi đó sau khi xuống núi đương muốn vòng qua một hẻm núi thời điểm đi theo ở lý thất dạ bên người lý sương nhan cẩn thận phát hiện phía trước hẻm núi có dị dạng bề bộn là kéo lý thất dạ góc áo thoáng cái thấp giọng nói với lý thất dạ lý thất dạ lập tức ngẩng đầu nhìn lên sau lưng đám người cũng vội vàng là nhìn lại lúc này bọn hắn đều nhìn thấy tại bên trong hạp cốc thậm chí có một bộ quan tài đang từ từ di động từ trong hạp cốc dời đi ra tại thiên cổ thi địa bên trong đột nhiên nhìn thấy một bộ quan tài chậm rãi bay tới dạng này một mạng bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc cái này chậm rãi dời đi ra quan tài thật sự là thật là quỷ dị hơn nữa yên tĩnh im ắng cứ như vậy chậm rãi dời đi ra lúc này đừng bảo là là nam hoài nhân bọn hắn thế hệ trẻ tuổi liền là thạch cảm đương bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi lý thất giả xem xét cái này quan tài trong nội tâm rùng mình ánh mắt ngưng tụ nhìn chậm chập từ trong hạp cốc dời đi ra quan tài. Trong lòng của hắn vì đó chấn động, không nghĩ tới, hắn có thể lại một lần nữa nhìn thấy một màn quỷ dị này. Một màn này, không phải hắn lần thứ nhất gặp được. Từ trong hạp cốc bay ra quan tài rất phổ thông, tự hồ liền là dùng bình thường nhất vật liệu gỗ chế, tại thiên cổ thi địa bên trong. Tốt quan tài nhiều lắm, có đồng quan có hoàng kim hầm quan tài thậm chí có thần mộc quan, giống trước mắt loại này bằng phổ thông vật liệu gỗ chế quan tài hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Dưới, dưới, phía dưới có kiến. Tỷ Mỹ hứa bội phát hiện quan tài di động bí mật, nghẹn ngào nói. Chương 165, kiến dời quan tài, thượng. Đám người cũng không khỏi hướng quan tài hạ nhìn lại, quả nhiên chính như hứa bội nói đồng dạng, tại quan tài dưới, vậy mà xếp đầy lít nha lít nhất kiến, hơn nữa cái này từng cái kiến sắp xếp chỉnh tề, tự như là quân đội đồng dạng, từng nhóm xếp tại quan tài dưới, cứ như vậy, từng cái kiến nâng quan tài, từ trong hạp tốc đi ra. Kiến khiên quan tài, nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, đừng nói là nam hoài nhân chúng tiểu, liền là ngưu phấn, thạch cảm đương bọn hắn những này thấy qua vô số việc đời người đều không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc. Mặc dù nói, tại thiên cổ thi địa phát sinh dạng gì sự tình đều không đủ khiến người ta kỳ quái, dù sao, nơi này là trong thiên địa thần bí nhất tà môn nhất một trong những địa phương. Tiến vào thiên cổ thi địa về sau, tất cả mọi người gặp qua không ít quỷ dị chuyện kỳ quái. Nhưng là, hiện tại nhìn thấy kiến khiên quan tài, yên nguyên để trong lòng mọi người phát lạnh, cảnh tượng như vậy thật sự là thật là quỷ dị, thật sự là thật là làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Cổ kiến dời quan tài, nhìn lấy từng cái kiến khiên quan tài, lý thất dạ hai mắt ngưng tụ, lộ ra ngưng trọng. Thì thào nói nói. Hắn xem như âm nha, trầm mặt vô số tuế nguyệt, cửu giới bên trong, bất luận là tán địa hay là cựu thổ, lại hoặc là thần bí hung địa, hắn đều đã từng đi qua, trăm ngàn vạn năm đến nay, dạng gì chuyện cổ quái hắn chưa từng gặp qua. Cổ kiến dời quan tài, hắn từng gặp một lần, không nghĩ tới, tại đây một thế, lại gặp lại một lần trong quan tài là thi thể sao? Hoặc là bảo chủ, địa tiên. Trần Bảo Kiều nhìn lấy quỷ dị như vậy một màn, cũng không khỏi vì đó vẻ sợ hãi nói. Nói không chừng là bảo vật, không phải là thi thể, cũng không phải bảo chủ, địa tiên. Nam hoài nhân tiểu tử này không khỏi sinh tham niệm. Hai mắt phát sáng nhìn thấy kiến chỗ khiên quan tài. Đại sư Huynh, nếu không thì chúng ta mở ra xem thoáng cái. Lạc Phong Hoa tại chúng tiểu bên trong thuộc về tương đối nóng động người, nghe Nam Hoài Nhân vừa nói như vậy, nhìn không được nói ra. Cái này, cái này không được đâu. Hứa bội một đôi vừa tròn vừa lớn con mắt chầm chầm vào quan tài, vẻ sợ hãi nói ra, chuyện này quá tà môn, vạn nhất gặp chẳng lành làm sao bây giờ. Nam Hoài Nhân chưa từ bỏ ý định, cười hắc hắc nói ra, sợ cái gì. Có đại sư huynh tại, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ là một bộ cổ quan đáng là gì. Đương nhiên, thạch cảm đương bọn hắn thế hệ trước còn không đến mức cùng người khác tiểu đi theo ồn ào. Mà lúc này nhìn chầm chầm vào cổ kiến dợi quan tài lý thất giả dạ thu hồi ánh mắt, một bàn tay quất vào nam hoài nhân trên óc, mắng, ngươi muốn chết. Ta liền đem ngươi ném đi qua. Coi như ngươi là vô địch, tại tán địa cựu thổ có nhiều thứ, đều là một loại kiên kỵ tồn tại. Bị lý thất giả dạ như vậy một mắng, Nam Hoài Nhân cười hắc hắc một tiếng, bề bụng là rụt cổ một cái. Lúc này, kiến mang cổ quan. Hướng thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất mà đi, nhắc tới cũng quỷ dị. Khi này chút ít lít nha lít nhít kiến mang cổ quan hướng thiên cổ thi địa chỗ sâu nhất mà đi thời điểm, vậy mà để phụ cận địa thi nhượng bộ lui binh, liền trốn ở dưới mặt đất địa thi đều trốn tới, rời cái này kiến khiên quan tại con đường xa xa. Thấy như vậy một màn, đừng bảo là là chúng tiểu. Ngư phấn đám người cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, cũng không khỏi hít một hơi lạnh khí. Liền địa thi nhượng bộ lui binh, trong quan tài cổ đến tột cùng là cái gì? Lý Sương Nhan không khỏi thì thào nói nói, lời này cùng nó nói là hỏi đám người, không bằng nói là đang hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chầm chầm vào mang cổ quan hướng thiên cổ thi địa chỗ sâu mà đi kiến. Nói cái gì đều không có nói, cũng không có bất luận cái gì hành động, gặp Lý Thất Dạ dạng này thần thái, Lý Sương Nhan biết chuyện này không phải chuyện đùa. Đưa mắt nhìn cổ kiến dời quan tại đi xa. Mắt thấy cổ quan liền phải tại mọi người trong tầm mắt biến mất, một mực ít nói đồ bất ngữ không khỏi thấp giọng hỏi, chúng ta cùng đi theo nhìn một chút sao. Không, Lý Thất Giả cuối cùng lắc đầu, nói ra, có nhiều thứ, không phải ai đều có thể chọc nổi, coi như là vô địch tồn tại, chọc tới kiên kỵ đồ vật, đều là chỉ còn đường chết. Chúng ta đi. Giao dịch mình xong nơi đây không thể lưu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lại gõ Kinh Thi La, mang theo đám người rời đi. Lý Thất Dạ bọn hắn một chuyến có thể nói là tương đối sớm đến thiên cổ thành người. Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào thiên cổ thi địa về sau, thiên cổ thành càng ngày càng náo nhiệt, giá lâm thiên cổ thành đại giáo cương quốc tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là bên trong đại vực đại giáo cương quốc, thánh địa bí tông càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều đại giáo cương quốc đều nhau nhau phái ra tu sĩ cường giả giá lâm thiên cổ thành. Mà có không ít đại giáo cương quốc thế hệ trước cường giả cũng đều nhau nhau mang theo trong môn vãn bối giá lâm thiên cổ thành. Lấy để trong môn vãn bối va chạm xã hội, mở mang tầm mắt, dù sao, bất luận môn phái nào đệ tử, chỉ cần có năng lực, rốt cuộc một đời, một ngày nào đó sẽ đối mặt 12 tán địa loại tồn tại này. Tại giá lâm thiên cổ thành tuổi trẻ một bối phận thiên tài bên trong, lại phải kể tới một ít kiệt xuất thế hệ đặc biệt làm cho người chú mục nói thí dụ như thánh thiên giáo thánh thiên đạo tử liền là bên trong một cái thánh thiên giáo tại ba vạn năm trước từng cũng chỉ bất quá là một cái chỉ có thể miễn cưỡng đưa thân tại nhất lưu môn phái đại giáo mà thôi nhưng là ba vạn năm trước thánh thiên giáo lão tổ thống lĩnh vạn quân công phá tẩy nhang cổ quốc phá vỡ đế thống tiên môn tồn tại tẩy nhang cổ phái làm cho tẩy nhang cổ phái từ nay về sau nhất quyết bất chấn từ nay về sau suy sụp chính là bởi vì như thế thánh thiên giáo cái này ba vạn năm đến tại trung đại vực có thể nói là xuất tẩn danh tiếng đặc biệt là tại đạo giang thời đại giống thánh thiên giáo lão tổ loại tồn tại này bất luận kẻ nào cũng vì đó kiên kỵ ba phần chỉ sợ là đế thống tiên môn lão bất tử đều giống nhau là kiên kỵ thánh thiên đạo tử giá lâm thiên cổ thành sau lưng có phần đông thánh thiên giáo cường giả đi theo trừ cái đó ra càng là có bảo thánh thượng quốc hơn 10 vị vương hầu ủng hộ mà đến, tự như là chúng tinh phủng nguyệt. Chư vương hầu chính là vương khí cuồn cuộn, cưỡi giao mã, ngồi chiến xa, ngự phi lâu. Mà thánh thiên đạo tử ở trong đó, tự như là một đời thái tử, được chư vương che chở. Như vậy phô trương, thật sự là để thiên cổ thành bên trong vô số tu sĩ trở nên động dung. Phải biết, tại đạo gian thời đại vô số thiên tài đều dừng bước tại vương hầu cảnh giới, chỉ cần không thể vượt qua mệnh ách, liền vĩnh viễn không thể bước vào chân nhân cảnh giới. Mặc dù đạo gian thời đại đã kết thúc, nhưng là, đối với vương hầu mà nói, muốn vượt qua mệnh ách của mình đây là nói nghe thì dễ, tại đương kim thời đại, chỉ cần áp huyết định thọ lão bất tử không xuất thế, liền là chân nhân xưng bá thời đại, vương hầu xưng hùng thời đại. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, tại đương thời, được một vương hầu đã không dễ dàng, được một chân nhân, càng là như nhặt được thần bảo. Hôm nay, Thánh Thiên Đạo tử xem như thế hệ trẻ tuổi, vậy mà có thể làm cho Bảo Thánh Thượng Quốc nhiều như thế vương hầu ủng hộ, cái này đầy đủ để minh của hắn địa vị, cũng đầy đủ để hắn sáng chói chói mắt. Bảo Thánh Thượng Quốc khó lường. Phát triển không ngừng, chỉ cần Thánh Thiên Lão Tổ còn sống, đầu nhập vào Bảo Thánh Thượng Quốc vương hầu chỉ tăng không giảm. Nhìn thấy như vậy phô trương, để một ít đại giáo cổ phái cường giả cũng không khỏi vì đó thở dài hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Thánh thiên giáo cuộc khởi, bên trong đại vực tất cả môn phái đều là rõ như ban ngày, đánh bại sừng sững trăm ngàn vạn năm tẩy nhang cổ quốc, kiếm đầy đủ tài nguyên, đây là bực nào để cho người đỏ mắt, có điều, thánh thiên lão tổ còn sống, mặc kệ ai cũng không dám có ý đồ với thánh thiên giáo. Bảo thánh thượng quốc phát triển không ngừng. Chỉ sợ tại đây một thế bọn hắn tất có mãnh liệt là ở trên một đời có bảo thánh nhân hoàng như vậy nhân kiệt, cũng được gọi là bên trong đại vực sông kiệt một trong. Ngày hôm nay, thánh thiên đạo tử lại là đương kim bên trong đại vực hiếm có thiên tài, thánh thiên giáo sau đó có người, lo gì không cuộc khởi. Có một chút môn phái thế hệ trước cường giả cũng không khỏi vì đó ảm đạm thở dài. Thánh thiên đạo tử khí thế như hồng, mang theo chư vương cùng thánh thiên giáo cường giả trùng trùng điệp điệp tiến nhập thiên cổ thành, đưa tới không ít sợ hãi tháng phục đưa tới không ít ghen ghét thiên tài tuyệt thế tại đương thời thiên tài bên trong chỉ sợ ít có người có thể cùng thánh thiên đạo tử sánh vai nha thậm chí có thánh địa môn phái thánh nữ công chúa vì đó thở dài thậm chí có nữ tu sĩ vì đó hoa si ha ha tuyệt thế thiên tài có yêu vương cười lạnh một tiếng nhìn thánh thiên đạo tử không vừa mắt cười âm hiểm lấy nói ra chẳng qua là chó nhà có tan mà thôi bác xa huynh chuyện đó nói thế nào có yêu vương bằng hữu nghe yêu vương nói như thế, không khỏi tò mò nói ra. Cái này yêu vương nhìn lấy chúng tinh phủng nguyệt thánh thiên đạo tử, phủi thoáng cái miệng. khinh thường nói ra, năm đó ở ma bối lĩnh nếu không phải thanh huyền thiên tử cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Bác xà huynh từng theo phi giao hồ lão quy vương đi ma bối lĩnh, thu hoạch nhất định kinh người, nghe nói năm đó ma bối lĩnh phát sinh kinh thiên dị biến, rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt, Bác xà huynh có thể nói đến nghe một chút Có bằng hữu cảm thấy hứng thú hỏi Năm đó ma bối lĩnh rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt Có thể nói tại trung đại vực đưa tới rất lớn chấn động Nhất lên gần sống Nhưng là về sau chuyện này rồi lại vô thanh vô tức bình tĩnh lại Để rất nhiều người cũng vì đó kỳ quái Tham lam khiến người diệt vong Ngày đó nhập ma bối lĩnh Truyền thuyết có chư thần bảo tàng về sau lại bị tẩy nhang cổ phái lý thất dạ bọn hắn đã tìm được. Nâng lên lúc này, vị này yêu vương không từ cái giật mình. Chư thần bảo tàng. Vừa nghe đến vật như vậy, yêu vương bằng hữu bên cạnh cũng không khỏi hai mắt đỏ lên. Cái gọi là chư thần bảo tàng, cái kia bất quá là bùa đòi mạng mà thôi. Lúc ấy thánh thiên giáo, thanh huyền cổ quốc rất nhiều môn phái đều đỏ mắt chư thần bảo tàng, uy hiếp tẩy nhang cổ phái lý thất dạ giao ra chư thần bảo tàng. Qua lâu như vậy, vị này yêu vương cũng không khỏi lưng lạnh buốt, nói ra, cái gọi là chư thần bảo tàng, cái kia bất quá là bù đòi mạng mà thôi, mở ra bảo tàng, thả ra ác ma, tru diệt tất cả đoạt bảo người, hắc, lúc ấy nếu không phải thanh huyền thiên tử mượn đế vật đào tẩu, cứu được thánh thiên tiểu tử một mạng, còn có hắn hôm nay uy phong sao? Nói đến đây sự tình, vị này yêu vương cũng không khỏi vì đó nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu không phải theo lão quy vương bọn hắn thoát được nhanh, nói không chừng sẽ chết tại ma bối lĩnh khó trách lần này ma bối lĩnh chi hành nhiều môn như vậy phái cường giả đều toàn quân bị diệt đại sự như vậy vậy mà như thế vô thanh vô tức bình tĩnh lại nguyên lai là xảy ra chuyện như vậy nghe được tin tức này có cường giả không khỏi thì thào nói nói tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm mà bối lĩnh chuyện xảy ra cũng rất nhanh truyền thiên cổ thành vốn là phong quan vô hạn thánh thiên đạo tử vừa nghe đến tin tức như vậy, lập tức là sắc mặt khó coi, đây là có tổn hại uy phong của hắn, đối với hắn mà nói, chuyện này của hắn vô cùng nhục nhã. Chương 166, Kiến dời quan Tài, Hạ Hừ, tẩy nhang cổ phái tiểu súc sinh là nhảy nhót không được mấy ngày. Thứ không biết chết sống, chỉ là xuống dốc tẩy nhang cổ phái cũng dám cùng ta thánh thiên giáo là địch dám cùng thanh huyền cổ quốc là địch sớm muộn có một ngày tẩy nhang cổ phái trở thành phủ bùi lịch sử tại thiên cổ thành một cái tuổi trẻ thiên tài tiểu tụ hội bên trong có người nâng lên tẩy nhang cổ phái lý thất dạ cũng tới thiên cổ thành thời điểm thánh thiên đạo tử cười lạnh một tiếng phong khinh vân đạm khinh thường nói ra nghe được thánh thiên đạo tử nếu như vậy không ít người trong nội tâm vì đó rùng mình vì đó hai mặt nhìn nhau cái lúc này tất cả mọi người nghe được cái này tịch thoại ý ở ngoài lời cái này tịch thoại mang ý nghĩa thánh thiên giáo cùng thanh huyền cổ quốc nhất lên quan hệ thanh huyền cổ quốc nha nâng lên vật khổng lồ như vậy bất kỳ môn phái nào bất kỳ cường giả cũng không khỏi vì đó rùng mình không tìm đường chết sẽ không phải chết đã xuống dốc tẩy nhang cổ phái làm gì đi gây thanh huyền cổ quốc vật khổng lồ như vậy đây nghe được thánh thiên đạo nếu như vậy có tuổi trẻ đồng lứa thiên tài cũng không khỏi cảm khái nói ra. Thánh thiên đạo tử giá lâm thiên cổ thành, để không biết bao nhiêu tuổi trẻ đồng lứa hâm mộ ghen ghét, coi như là ghen ghét, cũng chuyện không có cách nào khác, tại đương thời bên trong đại vực có thể cùng thánh thiên đạo tử sánh vai tuổi trẻ đồng lứa, thật đúng là không nhiều. Có điều, một cái khác thế hệ trẻ tuổi thiên tài đến, này mới khiến thánh thiên đạo tử trên đỉnh đầu quan hoàng ảm đạm một chút. Bảo trụ thánh tử tới có tin tức tại thiên cổ thành truyền tới, mặc dù rất ít người nhìn thấy vị này bảo trụ thánh tử, nhưng là tin tức yên nguyên truyền ra. Bảo trụ thánh tử tới. Biết nội tình người nghe được tin tức này không khỏi trong nội tâm khẽ động. Lầm bầm nói ra, bảo trụ thánh tử chính là thần nhạc thể đại thành, hắn đều đích thân đến, chẳng lẽ nói bảo trụ thánh tông có thánh thể đại thành tổ sư cũng không có hạ tán. Muốn chôn ở thiên cổ thi địa. Cái gì, thần nhạc thể đại thành? thần nhạc thể thế nhưng là 24 hoàng thể một trong. Nghe được tin tức như vậy, có tu sĩ trong nội tâm kịch chấn, không ít tu sĩ là hít một hơi lãnh khí. Trời sinh hoàng thể, cùng hoàng thể đại thành, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trời sinh hoàng thể, cái này mang ý nghĩa ngươi càng có cơ hội đem hoàng thể tu luyện thành viên mãn. Nhưng là không có thích hợp thể thuật, coi như ngươi trời sinh hoàng thể, cũng chưa chắc có thể tu luyện được hoàng thể đại thành. Hoàng thể đại thành, đây là một kiện chuyện rất đáng sợ, đối với tu sĩ mà nói. Một khi là thể chất đại thành, cái này ở mức độ rất lớn khiến người ta không để mắt đến đạo hành, giống hoàng thể đại thành tu sĩ, người ta lại càng không đi truy cứu hắn là vương hầu vẫn là chân nhân, đại thành hoàng thể vừa ra, đầy đủ uy hiếp người khác. Bảo trụ thánh tông Quả nhiên là khó lường, không hổ là được xưng là bên trong đại vực có được thể thuật nhiều nhất truyền thừa có thế hệ trước tu sĩ cũng không khỏi cảm khái hâm mộ nói ra mệnh công thọ pháp thức thuật đều có thể sáng tạo ra như chân nhân như cổ thánh hay hoặc là cường đại hơn thánh tôn thánh hoàng đều có thể sáng chế của mình mệnh công thọ pháp thức thuật nhưng là thể thuật không phải ai đều có thể sáng tạo ra tại không có tiền nhân trên cơ sở người nếu không phải trời sinh hoàng thể quản chi ngươi trải qua trăm ngàn vạn năm tìm tòi. Ngươi cũng chế không được hoàn thể chi thuật, ngươi không có thể chất như vậy, căn bản cũng không hiểu rõ thể thuật như vậy. Đã từng đã có không được thiên tài từ phàm thể cấp bước. Tìm tòi tiên thiên thể thuật, hoàn thể chi thuật, nhưng là, người thành công lác đác không có mấy. Cho nên đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đối với bất kỳ một cái nào truyền thừa mà nói, thể thuật giá trị so mệnh công thọ pháp cao hơn bảo trụ thánh tử chính là bảo trụ thánh tông truyền nhân. Một mực là rất điệu thấp người, hắn là trời sinh hoàng thể, hơn nữa hiện tại đã là hoàng thể đại thành. Đây hứa hẹn từ ở Ngọc Tẩn Cương quốc tu sĩ biết trong đó nội tình, thấp giọng nói ra. Trời sinh hoàng thể, hiện tại lại là hoàng thể đại thành, đây là từng bước một đánh xuống vững chắc cơ sở nha. Đây là vấn đỉnh đại thành thánh thể khúc nhạc dạo nha. Có tu sĩ nghe được tin tức như vậy, không khỏi hít một hơi lạnh khí. Đại thành thánh thể, vậy thật là đáng sợ, có thể nói vô địch. Nếu là môn phái khác, những cái khác truyền thừa. Muốn thánh thể đại thành, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, thậm chí là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là, bảo trụ thánh tông khác biệt. Bảo trụ thánh tông danh xưng là bên trong đại vực có được thể thuật nhiều nhất truyền thừa, hơn nữa, bảo trụ thánh tông đã từng đi ra mấy vị đại thành thánh thể đã từng là vô địch cửu thiên thập địa vô cùng có lực uy hiếp nếu như nói tại trung đại vực dễ dàng nhất ra đại thành thánh thể truyền thừa không phải là đế thống tiên môn cũng không phải cổ quốc truyền thừa chỉ sợ là bảo trụ thánh tông không ai có thể hơn tin tức như vậy không biết để bao nhiêu bên trong đại vực bao nhiêu đại giáo cổ phái trong nội tâm vì đó rùng mình nếu là ở đời này bảo trụ thánh tông ra lại một vị đại thành thánh thể nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh vô địch tiên thể hoặc là gánh chịu thiên mệnh, trở thành một đời vô địch tiên đế. Minh Hà lên, U Minh thuyền ra, như vậy thiên đại sự tình. Không ngớt để bên trong đại vực các lớn truyền thừa môn phái tâm động, liền là Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoang Giả, Bắc Uông Dương rất nhiều đại giáo cương quốc tin tức về sau, cũng đều nhao nhao lên đường tiến về bên trong đại vực. Đối với Đông Bách Thành, Nam Xích Địa rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, kéo dài cương vực, là một kiện thập phần khó khăn sự tình cần đại lượng tinh bích tới mở đạo môn như vậy hao tổn không phải bình thường môn phái có khả năng thừa nhận chính là bởi vì như thế có thể tới thiên cổ thành đại giáo cương quốc đều là không được tồn tại có được thực lực tuyệt đối hùng hậu trong những ngày qua thiên cổ thành bên trong đã bắt đầu xuất hiện đến từ chính đông bách thành nam xích địa đại giáo cương quốc cường giả thậm chí bình thường tại toàn bộ nhân hoàng giới đều rất khó coi đến quỷ tiên tộc huyết tộc đều có tu sĩ xuất hiện ở thiên cổ thành bên trong cứ việc Đông Bách Thành, Nam Xích Địa không ít đại giáo cương quốc viễn độ mà đến, bên trong đại vực tu sĩ đúng là vẫn còn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tạm thời mà nói, tại thiên cổ thành bên trong yên nguyên vẫn là bên trong đại vực đại giáo cương quốc tả hữu toàn bộ đại cục. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc thậm chí là đế thống tiên môn nhân hoàng trưởng giáo tại suy tính lấy U Minh Thuyền lái ra thời gian, đặc biệt là muốn đem tiền bối chôn ở U Minh Thuyền bên trong đại giáo cương quốc, càng là cẩn thận trịnh trọng mà ở thiên cổ thi địa bên trong, lý thất dạ bọn hắn một đường trèo đèo lội suối, cuối cùng tại lý thất dạ chuẩn xác vô cùng dẫn đường dưới, rốt cục đi ra thiên cổ thi địa. Đi ra thiên cổ thi địa về sau, lý thất dạ liền bỏ đi trên người áo thủng, tính cả kinh thi la để vào thiên cổ bảo hạp bên trong, cuối cùng đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Đem bảo hạp ném vào thiên cổ thi địa, bảo hạp như là lưu tinh đồng dạng xẹt qua phía chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Lý thất dạ làm như vậy làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc một chút, bao gồm Lý Sương Nhan bọn hắn. Sư Huynh, cái này, cái này, đây chính là bảo vật nha, có, có thứ này, chúng ta chẳng phải là tự do ra vào thiên cổ thi địa, sao lại muốn đem nó ném đi? Nam Hoài Nhân không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn không được quát to một tiếng, nếu không phải có địa thi qua lại, hắn đã sớm xông đi vào kiếm về. Thiên cổ địa sứ y, thiên cổ thi bảo, thiên cổ kinh thi la chỉ có ngươi là địa sứ thời điểm mới có tác dụng. Lý thất dạ nhìn hắn một cái, nhàn định nói ra, một bộ này bảo vật, xuất từ thiên cổ thi địa, ngươi có được một bộ này bảo vật, chỉ cần bảo hạp còn chưa mở phong, chỉ cần ngươi hiểu được giao dịch quy tắc, giao dịch nghi thức, coi như ngươi không phải địa thi, cũng có thể trở thành thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ là địa thi đảm đương. Không phải tu sĩ sao? Nghe được nếu như vậy, khuất đao ly bọn hắn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, đặc biệt là xem như nữ hài tử hứa bội, càng là trùng mình một cái. Dĩ nhiên không phải. Lý thất giả nói ra, đối với địa thi mà nói, có thoát khỏi thiên cổ thi địa cơ hội, trùng hoạch thân tự do, đến lúc đó, hoặc là trở thành bảo chủ, hoặc là trở thành địa tiên, hoặc là quả thực an tâm hạ tán ở chỗ này, không còn sẽ trở thành địa thi. Mỗi cái thời đại, thiên cổ thi địa đều sẽ lưu lạc ra một ít thiên cổ địa sứ sáu trang. Có cơ duyên địa thi có được, sẽ có cơ hội đổi được thân tự do về phần cuối cùng có thể hay không đổi được thân tự do liền xem ngươi giao dịch thiên cổ địa sứ giao dịch rất đơn giản hoặc là tìm bảo chủ hoặc là tìm địa tiên có điều bất luận là bảo chủ cũng tốt địa tiên cũng được một khi giao dịch bắt đầu giao dịch người bán chỉ cho là ba cái từng cái người bán nhiều nhất chỉ cho giao dịch ba lần trong quá trình giao dịch một lần giao dịch không thành công song phương lập tức gián đoạn chỉ sợ là các ngươi song phương là vòng thứ nhất giao dịch đều phải gián đoạn. cho nên song phương lấy vật gì dạng thi bảo, lấy như thế nào bảo vật làm giao dịch, cái này cần trí tuệ. nói đến đây, lý thất già chỉ chỉ đầu. lý thất già cười nói ra, nếu như ngươi là dân cờ bạc, thật là có bản lĩnh, liền đi tìm địa tiên. nói không chừng một lần giao dịch, đầy đủ kinh thiên. nhưng là rất nhiều địa tiên là chướng mắt thi bảo, cái này mang ý nghĩa người có rất lớn tỷ lệ là một lần giao dịch đều không thể thành công, chuyện này sẽ uống phí hết thiên cổ địa sứ sáu trang. Địa thi giao dịch đến bảo vật liền có thể đổi thân tự do. Lý Sương Nhan cũng không khỏi động dung nói. Lý thất giả lắc đầu, nói ra, không nhất định, cái này phải xem ngươi giao dịch chính là vật gì, chỉ cần đầy đủ kinh thiên, liền thật sự có khả năng đổi thân tự do. Đại sư Huynh, vạn cổ đến nay, có địa thi giao dịch thành công sao? Khuất đao ly nhịn không được hỏi. Vấn đề này để lý thất giả ánh mắt thoáng cái trở nên thâm thúy, cuối cùng, hắn cũng không trả lời cái này hỏi. Ha ha, sư huynh, mặc dù chúng ta là giao dịch xong, nhưng là, cái này thiên cổ địa sứ sáu trang, tốt xấu là một bộ bảo vật, sao có thể ném đi đây? Nam Hoài Nhân vẫn là tham tài, cười hắc hắc nói ra. Lý thất giả liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cái này không thuộc về ngoại giới đồ vật, nếu như thiên cổ địa sứ sáu trang còn chưa mở phong, vậy còn xử lý, hắc, nếu như nó khai sáo, bất luận ngươi có hay không giao dịch xong, bất luận còn có hay không thiên cổ thi bảo, nếu như ngươi đem nó mang ra rời đi thiên cổ thi địa. Cẩn thận xảy ra bất trắc. Như thế nào chẳng lành? Ngay cả lời ít trương ngu cũng nhịn không được hỏi một câu. Quỷ nhập vào người. Não không tốt, ngươi sẽ lên cơn chính mình xông vào thiên cổ thi địa, cái này không thuộc về ngoại giới đồ vật, một khi mở ra, liền là tương đương thừa nhận thiên cổ thi địa quy tắc. Nếu như ngươi muốn đem nó mang đi, vậy lại trêu chọc tới chẳng lành. Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Quỷ nhập vào người, nghe nói như thế, chúng tiểu cũng không khỏi biến sắc, coi như là ngưu phấn bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lý thất dạ lời này không giống như là dựng trò vui. Coi như từng có tu sĩ nhặt được thiên cổ thi địa thiên cổ địa sứ sáu trang, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng lấy ra bán nhưng ngươi lại là làm sao biết giao dịch quy tắc giao dịch nghi thức nhìn trước mắt so với chính mình còn nhỏ lý thất dạ trần bảo kiều yên nguyên nhìn không được hỏi một câu nói như vậy bấm ngón tay tính toán lý thất dạ cười trả lời trả lời như vậy trần bảo kiều đương nhiên không vừa lòng nhưng là nàng cũng chỉ có thể tức giận trừng lý thất dạ một cái Chương 167, Bảo trụ Thánh Tử, Thường Lý thất dạ một chuyến bước ra thiên cổ thi địa, chư tiểu cũng không khỏi thở dài một hơi, ở thời điểm này tất cả mọi người có một loại trời cao mặt chim bay cảm giác. Rời đi thiên cổ thi địa, Lý thất dạ một chuyến dẹp đường hồi phủ, muốn về thiên cổ thành. Nhưng mà, Lý thất dạ bọn hắn cương xuống núi liền gặp có người ở dưới núi bồi hồi, người này bồi hồi tại thiên cổ thi địa bên ngoài, có muốn tìm tòi thiên cổ thi địa xúc động, nhưng rồi lại nghĩ sâu tính kỹ bồi hồi tại thiên cổ thi địa bên ngoài người này vừa thấy được lý thất giả bọn hắn từ trên núi đi ra hai mắt ngưng tụ đặc biệt là nhìn thấy trần bảo kiều về sau càng là sầm mặt lại vừa sải bước bên trên thoáng cái chặn lý thất giả đám người bọn họ đường đi người này vừa đỡ ở phía trước lập tức như là thái sơn sừng sững tại trước mặt nguy nga cao ngất không cách nào vượt qua khiến người ta nhìn lên khiến người ta hít thở không thông Lúc này, đám người thấy rõ ngăn trở đường đi người dung mạo, này là một thanh niên, hai mươi có thừa, tráng hổ, lãnh mâu, thần thái lãnh nghị. Mặc dù thân hình của hắn cũng không phải là đặc biệt khôi ngô, nhưng là, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Khiến người ta cảm thấy hắn là đặc biệt cao lớn, khiến người ta nhìn không được nhìn lên. Thanh niên trước mắt, một bộ đồ đen, huyết khí xấu xí, thần uy không hiện, nhưng là, lại như thần nhạc hoành thiên, thiên sơn đoạn địa, bất luận hắn hướng ở đâu vừa đứng, cũng giống như cao không thể chạm cự nhạc, quản chi hắn là khí thế xấu xí, y nguyên ép tới người hít thở không thông. Một bộ đồ đen, thần thái lãnh nghị, tự hồ, thanh niên trước mắt chính là một tòa thần nhạc hóa thân, cho người ta không thể rung chuyển cảm giác. Đại sư Huynh, nhìn thấy thanh niên trước mắt. Lý thất dạ không mở lời, mà đi theo ở lý thất dạ bên người Trần Bảo Kiều ánh mắt ngưng tụ, sầm mặt lại, nhìn thẳng thanh niên trước mắt lạnh lùng nói ra đại sư huynh thế nhưng là là tông môn đuổi bắt ta mà đến đây cũng không phải lãnh nghị thanh niên rất có bao quát đám người khí thế hắn lắc đầu nói ra sư muội ngươi một bước đi nhầm chính là lầm chung thân tông môn không xử bạc với ngươi bệ hạ càng là xem ngươi như mình ra mặc dù không phải bắt ngươi trở về nhưng xem như bảo trụ thánh tông truyền nhân vẫn là muốn khuyên sư muội một câu quay đầu là bờ hết thảy đều còn có bù đắp cơ hội thánh tử nói quá lời ta tiểu thư chính là trần gia tử đệ tại trần gia nạn đã hủy đạo cơ đem hết thảy còn tại trần gia thoát ly trần gia lúc này càng cùng bảo trụ thánh tông ngọc tẫn cương quốc không có vấn đề gì lúc này thạch cảm đương ngăn cản tại trần bảo kiều trước mặt trầm giọng nói lúc này hắn chân nhân chi uy phóng lên tận trời rất có một trận chiến xu thế mặc dù thạch cảm đương chính là một đời chân nhân nhưng là đối mặt thanh niên trước mắt cũng không dám khinh địch bảo trụ thánh tử nghe được xưng hô thế này nam hoài nhân chúng tiểu biết thanh niên trước mắt ra sao lai lịch đặc biệt là thường thường hướng mặt ngoài chạy nam hoài nhân càng là không khỏi trong nội tâm rùng mình bảo trụ thánh tử truyền thuyết đã là hoàng thể đại thành thạch lão ta không cùng ngươi gây khó dễ ý tứ nhưng hy vọng ngươi tốt nhất khuyên một khuyên trần sư muội bảo trụ thánh tử trầm giọng nói trần bảo kiều lạnh lùng nói ra ta đã không phải trần gia đệ tử cũng không còn là bảo trụ thánh tông ngọc tẩn cương quốc đệ tử ngậm tại đã từng đồng môn phân thượng xưng ngươi một tiếng sư huynh nếu là sư huynh là khuyên ta mà đến vẫn là mời trở về đi lúc này chư tiểu đều chen miệng vào không lọt đều tỉnh quan tình thế phát triển chỉ chờ Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng. sư muội, ngươi đây là đám mình, tổn hại tông môn danh dự. bảo trụ thánh tử quét Lý Thất Dạ đám người một cái, không để tại mắt bên trong, nói ra, hôm nay tẩy nhang cổ phái. bất quá là Tam Lưu tiểu phái mà thôi, chưa đủ che chở ngươi. bất ở chỗ này lại nhảy đấy dông dài, lúc này Lý Thất Dạ cũng không kiên nhẫn, phất phất tay, giống như là đuổi rùi đồng dạng, nói ra, chó ngoan không cản đường. Đại gia ta vội vã về nhà ông mỹ nữ đây, nhanh cho ta một bên hóng mát đi. Lý Thất Dạ lời nói lập tức để Bảo Trụ Thánh Tử sầm mặt lại. Bao quát Lý Thất Dạ, ánh mắt như thần đèn, thanh âm hắn nặng như sắt, nói ra, ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không? Giám khẩu xuất cùng ngôn, nhìn ngươi có mấy phần năng lực. Vừa dứt lời dưới, hắn đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bảo Trụ Thánh Tử vừa ra tay, không có ảo diệu công pháp, không có sát phạt chiêu thức chỉ là một tay rơi xuống như là một tòa thái sơn từ trên trời hạ xuống tiếp theo dạng một tay liền có thể đủ trấn áp thần ma đại thành hoàng thể thần nhạc thể cánh tay ngàn vạn quân đối với đại thành hoàng thể bảo trụ thánh tử mà nói hắn thể chất cường hoành đủ có thể khiến hắn không cần thi công pháp chi uy mượn bảo khí chi phạt đều có thể chém giết địch nhân bảo trụ thánh tử đột nhiên ra tay thạch cảm đương sầm mặt lại đang muốn ra tay mà lý thất dạ cười lạnh cười một tiếng, duỗi một tay ra, nắm như búa, trực tiếp bổ tới. Lý thất dạ ra tay, cũng vẫn không có chiêu thức, không có công pháp, trực tiếp nhục thân cùng nhau lây, đơn giản sáng tỏ. Lý thất dạ xuất thủ như thế, thạch cảm đương cũng không khỏi biến sắc, phải biết, bảo trụ thánh tử thế nhưng là đại thành hoàng thể, cùng hắn liều thể chất. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Về phần bảo trụ thánh tử, gặp Lý Thất Giả ra tay chính là cánh tay bổ tới, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn đối với mình thể chất là tràn đầy tự tin, hắn thấy, Lý Thất Giả đây là tự tìm đường chết, chỉ cần hắn đại thủ nghiền ép mà đến, không chỉ là có thể bẻ gãy cánh tay của hắn, còn có thể dễ dàng đem hắn ép thành thịt vụn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, song song ngành hám một kích, một kích dưới, bảo trụ thánh tự sắc mặt đại biến, đùng, một tiếng lui về phía sau một bước, một cước đạp ở trên mặt đất, dưới chân hắn đại địa lập tức vỡ vụn. Một kích dưới, lý thất dạ cũng là lung lay thân thể một cái. Hắn một cước nặng nề mà đạp ở đại địa phía trên, oanh một tiếng vang thật lớn, đạp vỡ đại địa, khiến lý sương nhan đám người sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, tại trong nháy mắt, oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, sau lưng sơn phong lại là nổ tung. Lý thất dạ một cước đạp nát sơn phong, bảo trụ thánh tử một cước đạp nặng đại địa, dạng này một màn đều để đám người biến sắc. Đây là thể chất quyết đấu, không quan hệ công pháp, không quan hệ đạo hạnh. Trong lòng nhất là nhất lên sóng to gió lớn vẫn là bảo trụ thánh tử, hắn đối với mình thần nhạc thể có lòng tin tuyệt đối. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng hắn đại thành hoàng thể đối chiến người cũng không nhiều. Nhưng mà, trước mắt phàm thể tiểu quỷ vậy mà có thể cùng hắn đối chiến thể chất, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hắn tưởng tượng không ra, như thế nào phàm thể mới có thể cùng của hắn đại thành hoàng thể đối chiến? Bảo trụ thánh tử bằng chân ấy tuổi nhẹ nhàng chính là hoàng thể đại thành, đây thật là ghê gớm, nhưng là, hắn cũng quá khinh thị lý thất dạ. Lý thất dạ mặc dù là phàm thể, nhưng là, hắn tu luyện trấn ngục thần thể chính là vô thường tiên thể. Của hắn thể thuật càng là tại đây hệ liệt thể thuật bên trong đệ nhất thể thuật, coi như là tiên đế sáng tạo tiên thể thuật cũng như nhau muốn ảm đạm phai mờ. Hôm nay Lý Thất Dạ trấn ngục thần thể có thành tựu, đối chiến đại thành hoàng thể cũng không thần kỳ, nếu không, thể thư liền sẽ thẹn với chính đại bảo thư một trong địa vị. Chỉ là đại thành hoàng thể mà thôi, lại có gì ghê gớm. Lý Thất Dạ nhìn bảo trụ thánh tử một cái, bình tĩnh nói ra, chờ ngươi có một ngày thánh thể đại thành lại đến trước mặt của ta bày chút ít tư thái đi. Bảo trụ thánh tử hai mắt ngưng tụ. Hai mắt như thần đèn đồng dạng, chầm chầm vào Lý Thất Dạ trở nên động dung trung động, cảm thấy bất khả tư nghị, cuối cùng hắn từ từ nói ra, không nghĩ tới tẩy nhang cổ phái còn tàng long ngọa hổ, hôm nay là ta xem lầm. Núi không chuyển nước chuyển, còn nhiều thời gian, luôn có tương kiến ngay. Nói xong, quay người liền đi. Bảo trụ thánh tử mặc dù tự phụ, nhưng hắn cũng là người thông minh, còn không đến mức mù quán tự phụ đến tự nhận là vô địch thiên hạ, một kích dưới, xem như đại thành hoàng thể hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, hắn quả quyết rời đi, cũng không dây dưa. Đây cũng là bảo trụ thánh tử thông minh địa phương, luận tạo hóa, luận đạo hành, hắn không thể so với thánh thiên đạo tử thiên tài như vậy yếu, nhưng là, hắn danh tiếng lại so thánh thiên đạo tử nhỏ rất nhiều, đây chính là bởi vì hắn làm người điều thấp, gặp chuyện biết tiếng thối. Ngược lại là có mấy phần thông minh. Lý thất dạ nhàn định thông dông, nhìn thoáng qua bảo trụ thánh tử đi xa bóng lưng, nở nụ cười, nói ra, liền không biết có thể hay không nuốt xuống cơn tức này. Xem như tu luyện lý thất giả dạ truyền thụ vô thượng tiên thể thuật lý sương nhan, Trần Bảo Kiều bình tĩnh tự tại. Các nàng đối với cái này dạng sự tình cũng không giật mình, lý thất giả dạ có thể truyền cho các nàng vô thượng tiên thể thuật, có thể nghĩ chính hắn là tu luyện bực nào thể thuật. Mà thạch cảm đương, đồ bất ngữ bọn hắn không khỏi động dung vô cùng, đặc biệt là thạch cảm đương, hắn là từ trần bảo đi ra, hắn biết đại thành hoàng thể ý vị như thế nào nhưng mà hôm nay phàm thể lý thất dạ lại cùng bảo trụ thánh tử đối chiến nhục thân đây là bực nào nghịch thiên ha ha đại sư huynh xuất mã vô địch thiên hạ đại thành hoàng thể lại có cái gì không tầm thường còn không phải bị đại sư huynh phàm thể nghiền ép đại sư huynh phàm thể cửu giới số một nam hoài nhân cười hắc hắc nói ra nịnh nọt mặc dù nam hoài nhân thần thái có chút khoa trương cái này cũng không ảnh hưởng chúng tiểu đối với lý thất dạ sùng bái lúc này lạc phong hoa chúng tiểu đều hai mắt sáng lên sùng bái mà nhìn xem đại sư huynh theo bọn hắn nghĩ đại sư huynh chính là vô địch cái gì đại thành hoàng thể căn bản không tính là cái gì lạc phong hoa chư tiểu đối với trần thất đêm sùng bái đã là đạt đến mù quán trình độ bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa lý thất dạ cười mắng một bàn tay quất vào nam hoài nhân trên ót nam hoài nhân cười hắc hắc Đương lý thất dạ một đám trở lại thiên cổ thành thời điểm, thiên cổ thành càng là náo nhiệt được người đông nghìn nhiệt, so với bọn hắn lúc rời đi càng náo nhiệt, liền đông bách thành, nằm xích địa một ít tu sĩ đều có thể xem được. Về tới cửu thánh yêu môn biệt viện về sau, nam hoài nhân chúng tiểu cũng không khỏi hoang hô một tiếng, coi như là độ bất ngữ bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, tiến vào thiên cổ thi địa, đối với bọn hắn mà nói, tự như là tại quỷ môn quan đi một lượt, coi như lý thất dạ bày mưu nghĩ kế, bọn hắn cũng không khỏi chờ đợi lo lắng. Đám người sau khi trở về, cửu thánh yêu môn còn không có đại nhân vật tới, đồ bất ngữ bọn hắn ai cũng bận rộn sự tình, đặc biệt là đồ bất ngữ, thạch cảm đương cương được bảo vật, đều bận rộn suy nghĩ bảo vật của mình. Lý thất dạ sau khi trở về, Trần Bảo Kiều Phục thì hắn dàn xếp lại, nàng cái này đã từng thiên chi kiêu nữ, mị ngã chúng sinh vưu vật, hôm nay nàng đã an tâm ở lại Lý thất dạ bên người làm một tên thị nữ. Chương 168, Bảo trụ Thánh tử, Hạ. Đương Lý Thất Giả thư thư phục phục được thu xếp tốt về sau, đi ra Lý Sương Nhan cho Lý Thất Giả mang về tin tức nói ra, tông môn bên kia truyền tới tin tức, tông môn đã chuẩn bị xong vật ngươi cần, hai ngày nữa do đi trưởng lão mang tới. Tốt, ta đang định lại tiến một lượt thiên cổ thi địa đây. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, khoan thai nói. Chúng ta còn tiến thiên cổ thi địa là lý thất dạ lôi khiên trần bảo kiều nghe nói như thế cũng không khỏi trở nên động dung tiếng thế nào không tiếng lý thất dạ cười híp mắt nói ra cho chiến thần điện chôn cất người chết đây chẳng qua là một việc mua bán mà thôi thiên cổ thi địa bên trong đồ tốt không phải là các ngươi có thế tưởng tượng địa tiên mua bán khó làm vậy hố bọn hắn mấy món đồ tốt nghe được lý thất dạ nếu như vậy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều hai cái này đại mỹ nữ cũng không khỏi nhìn nhau một cái, hố địa tiên bảo vật. Chuyện như vậy chỉ có mấy người có thể làm được đi ra. Chiến thần điện bên kia như thế nào đây? Lý Thất và Thuận miệng hỏi một câu, nói ra. Lý Sương Nhan lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, sư tôn bên kia truyền quá tin tức, hắn đang cùng chiến thần điện chư lão cùng một chỗ. Có điều nghe nói chiến thần điện sẽ không trước thời gian di động bọn hắn lão tổ, phải chờ tới U Minh Thuyền chân chính phải xuất hiện trước mấy ngày bọn hắn mới có thể chạy tới. Xem ra chiến thần điện lão đầu tử là thật muốn xuống mồ, còn dư lại huyết khí thọ nguyên ít đến thương cảm, không dám tùy tiện hoạt động thời huyết thạch. Lý thất giả minh bạch chiến thần điện cử động lần này ý nghĩa. Cực kỳ cường đại nghịch thiên thế hệ không cam lòng chết đi, đều sẽ phục dụng đại lượng thọ dược đến kéo dài tuổi thọ, đương thọ dược mất đi hiệu lực thời điểm liền áp huyết đình thọ nhưng là áp huyết đình thọ không phải một chuyện dễ dàng cần đại lượng thời huyết thạch đến phủ bụi thời gian càng dài cần có thời huyết thạch thì càng nhiều đạo hành cao hơn cần thời huyết thạch liền thật trân quý cho nên áp huyết đình thọ không phải ai đều có thể có khả năng sự tình u minh thuyền xuất hiện còn có tốt một đoạn thời gian chúng ta trước hết nghỉ ngơi một chút sau đó lại nhập thiên cổ thi địa một lượt xong việc lại đem chiến thần điện lão đầu chôn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ Phong khinh Vân Đạm nói. Mặc dù Lý Thất Dạ nói là nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, hắn lại một khắc đều không có rảnh rỗi dưới, thừa dịp ở lại biệt viện trong cuộc sống, hắn là khổ tu không ngừng. Lý Thất Dạ ngã ngồi tại trong phòng, thọ luân chuyển động, mệnh cung mở ra, chân mệnh hiển hiện. Lúc này, lý thất dạ mệnh cung bên trong chân mệnh chính là từng đạo từng đạo mảnh như tơ pháp tắc dây xích quanh quẩn, mặc dù mỗi một đạo pháp tắc dây xích là mảnh như tơ, nhưng là, lại như xích sắc đồng dạng ken ken rung động. Lúc này, do côn bằng lục biến, côn bằng trôi nổi tại chân mệnh phía trên, thiên địa tinh khí như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Gục rửa lấy lý thất dạ thật mệnh. Khi thiên địa tinh khí bị chân mệnh luyện hóa thời điểm, hóa thành từng cái pháp tắc tại quanh thân triển khai, đang vào một chỗ. Lúc này, Lý Thất Dạ đã là ở vào chân mệnh cảnh giới, trong đoạn thời gian này, hắn mượn Nguyệt Qua Dương Luân Công cùng Côn Bằng Lục Biến Thần Uy, một hơi trùng kích lên hai cái cấp độ. Tại chân mệnh cảnh giới, tổng cộng là có bốn cái cấp độ. Từ thấp đến cao, một tế chân mệnh, hai tác chân giải, ba chuyện áo nghĩa, bốn hóa đạo pháp. Đối với tu sĩ mà nói, chân mệnh cảnh giới liền mang ý nghĩa lại một lần nữa ma luyện chân mệnh thời điểm. Cái này là về sau luyện hóa trở thành sự thật mệnh nguyên thần mà đánh xuống cơ sở. Lúc này, lý thất dạ là thôn nạp lấy thiên địa tinh khí, thọ luân cuồn cuồn chuyển động không thôi, âm dương huyết hải dội lấy thọ luân, âm nguyệt dương nhật chìm nổi. Giọt giọt thọ huyết hạ xuống thọ luân bên trong, mỗi một giọt thọ huyết luyện thành, liền là để chân mệnh lớn mạnh một lần. Oanh, cũng không biết bao lâu, côn bằng trút xuống vô tận thiên địa tinh khí. Ở thời điểm này, chân mệnh chấn động, trong nháy mắt, chân mệnh dân trào ra sáng chói phù quan tại đây trong nháy mắt. Côn bằng biến mất, hóa thành cái này đến cái khác phù văn, mà chân mệnh vận chuyển cái này cái này đến cái khác phù văn, theo tranh tranh tiếng vang lên, tất cả pháp tắc xen lẫn thành một tờ đạo chỉ, mà côn bằng lục biến phù văn tại chân mệnh ngự giá phía dưới lạc ấn tại đạo chỉ phía trên. Ken, như hồng chung kích vang, cái cuối cùng phù văn hạ xuống đạo chỉ phía trên thời điểm, trong nháy mắt, một thiên hoàn chỉnh côn bằng lục biến hình thành một thiên chân mệnh chi chương chân mệnh chi chương vừa thành cái này mang ý nghĩa tất cả áo nghĩa đều bị luyện hóa tại chân mệnh bên trong tại thời khắc này pháp tắc không còn là pháp tắc mà là thành chân mệnh một bộ phận đón lấy chân mệnh chi chương như lưu sa đồng dạng bay ra biến mất ở chân mệnh thể nội trong chớp mắt này ở giữa chân mệnh dâng trào ra cùng cùng phù quang tại đây trong nháy mắt chân mệnh nâng thăng một hơi thôn nạp tất cả tinh khí tại thời khắc này sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh chi thụ sinh mệnh hồng lô chờ một chút hết thảy sinh mệnh chi lực sinh mệnh chi hỏa sinh mệnh chi thủy đều thao thao bất tuyệt tràn vào chân mệnh bên trong tự như chân mệnh chúa tể toàn bộ mệnh cung hơn nữa lúc này sinh mệnh hồng lô càng là liệt hỏa hừng hực trùng thiên sinh mệnh chi tuyền càng là lăn tuôn ra không thôi lúc này lý thất già dạ thân hình chấn động thoáng cái lấy lại tinh thần trong nội tâm vui vẻ hắn rốt cục phá tan chân mệnh cảnh giới chuyển áo nghĩa cấp độ bước vào hóa đạo pháp cấp độ chỉ cần hắn hóa đạo pháp đại viên mãn thời điểm chính là bước vào hoa cái cảnh giới trên thực tế tu luyện cố gắng xa không chỉ chỉ có lý thất dạ coi như là chúng tiểu như nam hoài nhân khuất đao ly bọn hắn cũng không ra ngoài đều ở lại trong biệt viện khổ tu đạo hạnh luận tu luyện điên cuồng nhất chăm chỉ nhất đó nhất định là phải kể tới Trần Bảo Kiều, nàng là anh Dũng đi về phía trước, nàng cái kia cổ cuộc cường kình, chỉ sợ là không người có thể so sánh. Nói tới Trần Bảo Kiều hăng hái tu hành, bất luận là ai cũng vì đó liếu lưỡi, nàng cái kia mạnh điên cuồng, mặc kệ ai cũng không khỏi phát da tóc nha, chỉ có thể nói là bội phục. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, giống Trần Bảo Kiều như vậy tuyệt thế khuynh quốc vưu vật tu luyện lại như vậy liều. Có điều, Trần Bảo Kiều nỗ lực cũng là có hồi báo, mặc dù nàng là hủy diệt đạo cơ bắt đầu lại từ đâu. Nhưng là, nàng tu hành tốc độ sau bất luận kẻ nào đều nhanh, có thể đủ đánh vỡ bất luận cái gì thiên tài ghi chép. Lý thất giả vốn là muốn trùng kích hoa cái cảnh giới, bất quá bởi vì vân trưởng lão đến nhưng lại không thể không ngừng tu hành. Vân trưởng lão đến đây, hắn đã đem ngươi cần có hết thảy đồ vật đều mang tới. Vân trưởng lão tới về sau, lý sưng nhan liền lập tức đem tin tức chuyển cáo tại lý thất dạ lý thất dạ nghe được tin tức cũng lập tức ngừng tu hành đi gặp vân trưởng lão lý công tử vật ngươi cần bệ hạ đều để ta mang cho ngươi tới nhìn thấy lý thất dạ vân trưởng lão có thể nói là rất là khách khí bề bộn là nói với lý thất dạ vân trưởng lão chính là cửu thánh yêu môn đại trưởng lão năm đó lý thất dạ đi cửu thánh yêu môn thời điểm bị tượng đá một cước đạp bay người chính là hắn. Vân trưởng lão xem như cửu thánh yêu môn đại trưởng lão, chính là một vị thất tinh chân nhân, thậm chí có có thể đột phá cực hạn, trở thành một vị bát tinh chân nhân, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, bất luận là cửu thánh yêu môn, hay là cổ ngưu cương quốc, đều là nhân vật phong vân. Nhưng là, hôm nay, coi như là vân trưởng lão dạng này thất tinh chân nhân. Cũng yên nguyên đối lý thất giả hết sức khách khí cung kính. Vân trưởng lão đem túi càng không giao cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mở ra xem, phát hiện đúng là mình sợ muốn đồ vật, không kém chút nào, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi khen âm thanh nói ra, cửu thánh yêu môn đích thật là thực lực không tầm thường, như thế lệch dược thảo đều có thể tìm được. Vân trưởng lão bề bộn là cười bội, trên thực tế, vì những dược thảo này, cửu thánh yêu môn cũng là tốn hao không tầm thường. Hừ, một cái chỉ là tiểu quỷ mà thôi, có tài đức gì để cửu thánh yêu môn như vậy cung phụng. Vừa lúc đó, một cái thập phần âm thanh chói tai vang lên, một người đạp tiến đến, phía sau hắn còn đi theo một thanh niên. Lý thất giả ngẩng đầu nhìn lên, đi tới chính là một vị lão giả, lão giả mặc bảo y, mang kỳ quan, huyết như hồng, một bước đạp đến, tiếng sấm không ngừng, tự như tất nhiên động núi dao động đồng dạng, hắn từng bước một đi tới, đại địa tự như là đang lùi lại đồng dạng, cho người ta một bước một thiên địa cảm giác lão giả toàn thân tinh huy phun ra nuốt vào trong lúc mơ hồ có tám viên ngôi sao tại hắn quanh thân chìm nổi sau lưng lão giả cùng theo thanh niên chính là lãnh thừa phong lúc này lãnh thừa phong là lộ ra cung kính thấy lão giả tiến đến vân trưởng lão biến sắc liền là theo theo tại lý thất dạ bên người lý sương nhang cũng không khỏi sầm mặt lại lôi sư thúc ngươi thế nào cũng đến đây vân trưởng lão bề bộn là nên đón tiếp lấy hắn thế nào cũng không nghĩ tới trong tông môn thái thượng trưởng lão sẽ đi qua đồng thời hắn ngửi được một tia không ổn tin tức lôi xạ chính là cửu thánh yêu môn số lượng không nhiều thái thượng trưởng lão cực kỳ nghịch thiên cổ thánh đối với đã từng trải qua đạo giang thời đại đương kim thiên hạ mà nói một vị cổ thánh có thể nói là thập phần khó lường lật tay thành mây trở tay thành mưa việc này quan hệ đến ta cửu thánh yêu môn hưng suy Ta lại thế nào không tự mình tới đây chứ? Hừ, nếu là đại sự như thế phá hủy ở một cái tiểu nhi trong tay, cái này làm cho ta cửu thánh yêu môn chỗ nào? Lão giả lạnh lùng nói, thậm chí hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều lý thất dạ một cái, trong mắt hắn, lý thất dạ loại này tiểu bối chưa đủ thành đạo, nhìn thấy hắn, cái kia phải là tất cung tất kính. Vân trưởng lão không biết nên thế nào tiếp được nếu như vậy, trong đó nguyên do hắn xem như cửu thánh yêu môn đại trưởng lão đương nhiên biết rõ lôi xạ không chỉ là bởi vì cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão đồng thời hắn còn là lãnh thừa phong sư tổ luân nhật yêu hoàng coi trọng lý thất dạ thậm chí là đem lý sương nhang lưu tại lý thất dạ bên người đây chính là lọt vào cửu thánh yêu môn một ít nguyên lão phản đối đặc biệt là xem như thái thượng trưởng lão lôi xạ nhất mạch lôi xạ đã từng muốn cho lãnh thừa phong cưới lý sương Nhan, thậm chí là hướng luân nhật yêu hoàng cầu hôn qua theo lôi xạ, lãnh thừa phong là cửu thánh yêu môn đại đệ tử, cũng là hắn môn hạ đắc ý truyền nhân. Mà Lý Sương Nhan chính là cửu thánh yêu môn đệ tử thiên tài, cũng là cửu thánh yêu môn người thừa kế, hai người bọn họ kết làm đạo lữ, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng là, lôi xạ cầu hôn lại bị Luân Nhật yêu hoàng chỗ cự tuyệt, Lý Sương Nhan bản thân cũng không đồng ý dạng này hôn sự. Về sau, Luân Nhật yêu hoàng lại muốn đem Lý Sương Nhan lưu tại tẩy nhang cổ phái, đây cũng thế nào không cho lôi xạ đối với cái này chuyện đại lực phản đối đâu. Lại càng không cần phải nói là nhìn lý thất dạ không vừa mắt. Lôi xạ tự cao thái thượng trưởng lão thân phận, càng là cổ thánh. Có thể nói là tự nhận là cao cao tại thượng, căn bản không đem lý thất dạ dạng này một tên tiểu bối để ở trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều lý thất dạ một cái. Nhưng mà, lý thất dạ càng là hung hăng càng quấy, hắn liền mí mắt đều không có vậy thoáng cái, đều chẳng muốn đi nhìn nhiều lôi xạ một cái. Chương 169, Cổ Nhai, Thượng Lôi xạ gặp Lý Thất Dạ ổn định bên trên thủ, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, bao quát Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, bệ hạ là càng ngày càng hồ đồ rồi, như thế thiên đại sự tình, vậy mà để một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối đến chủ trì. Chỉ là tẩy nhang cổ phái đã xuống dốc, một tên tiểu bối lại như thế nào năng lực xoay chuyển tình thế lý thất giả cái lúc này mới vẫy thoáng cái mí mắt chậm rãi nói ra ngươi lại là cái thá gì chạy đến trước mặt của ta vung tay múa chân nếu như ngươi không phục liền cùng chiến thần điện đám kia lão đầu đi nói ngươi đi tiếp cái này cái cọc sinh ý đại gia ta cũng không theo ngươi đoạt cái này cái cọc sinh ý nếu như ngươi không có bản sự này tiếp cái này cái cọc sinh ý cũng đừng tại đại gia trước mặt của ta vung tay múa chân không có bên kia bản sự, cho đại gia một bên hóng mát đi. Vô tri tiểu bối, lý thất giả nói như vậy lập tức để lôi xạ sắc mặt khó coi tới cực điểm, trận mắt một trương, thánh uy dân trào, hai mắt hàng quan phun ra nuốt vào, có nhắm người mà phệ khí thế. Cái này thật đúng là đem vân trưởng lão lại càng hoảng sợ, hắn bề bụng là hòa giải, bề bụng là giữ chặt muốn bảo nổi lôi xạ nói ra, sư thúc. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, lý công tử niên thiếu khí thịnh, nói chuyện trung điểm. Vân trưởng lão, cái gì niên thiếu khí thịnh, hư, chỉ là tẩy nhang cổ phái tiểu nhân vật, cũng dám mở miệng nhục ta cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão, đây là không đem ta cửu thánh yêu môn để ở trong mắt. Ở bên cạnh lãnh thừa phong lạnh lùng nói. Hắn tại chăm ngồi thổi gió, đã có sư tổ chỗ dựa, lãnh thừa phong cùng vân trưởng lão nói chuyện đều lực lượng tăng lên rất nhiều. Ngươi lại là cái thá gì? Lý thất giả đánh gãy lãnh thừa phong, lạnh lùng liếc hắn một cái nói ra ngươi không phục nói với luân nhật yêu hoàng đi chớ ở trước mặt ta đánh rắm hiện tại là các ngươi cửu thánh yêu môn muốn cầu cạnh ta không phải lão tử muốn nâng các ngươi chân thúi không có phân lượng người nói chuyện cút ngay cho ta một bên không biết sống chết tiểu quỷ lôi xạ ánh mắt mãnh liệt tiến lên đạp một bước hai mắt một trương sát khí lập tức phun trào lành lạnh nói ra Giám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay bản tọa thay ngươi tẩy nhang cổ phái hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lý thất dạ ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nói ra, giáo huấn ta. Chỉ bằng ngươi có thể làm sao? Tiểu quỷ, lời này đem lôi xạ tức giận đến run rẩy. Nộ khí trùng thiên, vừa dứt lời xuống. Đại thủ hướng lý thất dạ chọc tới, nằm ngón tay như núi, thoáng cái đem lý thất dạ bao phủ ở bên trong. Lôi sư đệ, Lúc này một cái như sấm động đồng dạng thanh âm vang lên, một người một bước đạp tiến đến, cánh tay như chân lông, quét ngang tới, thoáng cái liền giữ lấy lôi xạ đại thủ. Lôi sư đệ. Việc này đi ra này là ngừng, người tới là khách. Vừa tiến đến lão nhân một tay giữ lấy lôi xạ đại thủ, trầm giọng nói. Bước vào tới lão nhân thân hình khôi ngô, thánh uy phun trào, không hề nghi ngờ, đây là một tôn cổ thánh. Hắn chính là một đầu tóc đỏ như lửa đầu sinh một đôi sừng thú. Chính là một đôi dao sừng. Nhìn thấy cái này tóc đỏ lão nhân đến, vân trưởng lão không khỏi vì đó vui vẻ, lập tức tiến lên kêu một tiếng sư phụ. Nguyên lai xích vân sư huynh cũng xuất quan. Lôi xạ nhìn thấy tóc đỏ lão nhân, thu hồi đại thủ, lạnh lùng hừ một cái. Lạnh giọng nói. Nguyên lai lão giả trước mắt, cũng là cửu thánh yêu môn bốn vị thái thượng trưởng lão một trong. Vân trưởng lão sư phụ xích vân hắn chính là một đầu giao xà thành đạo, đã từng sống dài đằng đẵng một khoảng thời gian. Nơi đây đại sự, bệ hạ gặp chiến thần điện chư lão. Ta cũng chỉ có thể là tự mình đi một chuyến. Không nghĩ tới lôi sư đệ cũng tới, nghe nói gần nhất lôi sư đệ tại nhàn vân giả hạt, vậy mà cũng đến thiên cổ thành tới. Xích vân thái thượng trưởng lão chậm rãi nói ra. Bọn hắn sư huynh để đối thoại rất có vài phần mùi thuốc súng, mà lôi xạ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Nơi này không có ta chuyện gì, các ngươi tự chầm chầm chuyện vãn đi. Lý Thất Dạ đối với bọn hắn sư huynh Để lục đục với nhau không có gì hứng thú, không hứng thú lắm, cất kỹ túi càng khôn, xoay người rời đi. Lý công tử có chiêu đãi không chu toàn chỗ. Còn thứ lỗi. Xích Vân trưởng lão ngược lại là tại lôi kéo Lý Thất Dạ. Đến mức lôi xạ, hắn đối với Lý Thất Dạ liền trong nội tâm khó chịu đó là hận không thể ra tay giáo huấn một chút cái này trời cao đất rộng tiểu bối. Chỉ là trở ngại xích vân ở đây, không tiện ra tay mà thôi. Nhan Sương, ngươi là cửu thánh yêu môn truyền nhân, chính là cửu thánh yêu môn thiên tài, lần thụ cửu thánh yêu môn bồi dưỡng, không hảo hảo tu hành, lại cả ngày trong tam lưu môn phái lêu lỏng, ngươi đây là tự hủy tương lai, lôi xạ trong nội tâm là tức sôi ruột, không khỏi lạnh lùng giáo huấn khởi xem như vạn bối lý sương nhan đến vốn là đi theo lý thất dạ mà đi lý sương nhan nghe nói như thế nàng cũng không tức giận chỉ là quạng cu ẻ nói ra đại sự như thế chính là tổ huấn càng là do kiếm lão chỗ quyết định nếu là lôi lão đối với chuyện này có cái gì dị nghị có thể hướng kiếm lão đề nghị sương nhan chỉ là vãn bối mà thôi lôi lão cần gì nói với ta đối với thái thượng trưởng lão lôi xạ lý sương nhan là không mềm không cứng đáp lễ hắn Lý Sương Nhan nói như vậy càng làm cho lôi xạ sắc mặt khó coi, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn càng là lửa giận khó nhịn, nhưng cũng chỉ có thể là đem cái này lửa giận giấu ở trong bụng. Lý Sương Nhan trong miệng kiếm lão, chính là Cửu Thánh yêu môn một vị khác thái thượng trưởng lão kiếm thần, mặc dù kiếm thần là Cửu Thánh yêu môn bốn vị thái thượng trưởng lão một trong, nhưng là hắn địa vị xa xa so với những cái khác ba vị thái thượng trưởng lão cao hơn, đạo hành càng là thâm bất khả trắc. Cuối cùng, lôi xạ lại nhẫn nhìn một bụng lửa giận, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ nghênh ngang rời đi. Về tới chỗ ở về sau, Lý Sương Nhan vẫn là nhắc nhở Lý Thất Dạ nói ra, cẩn thận lôi trưởng lão, hắn là chúng ta cửu thánh yêu môn nhất phản đối ngươi người, lôi xạ trưởng lão bọn hắn mạch này cũng không có tốt như vậy ở chung. Một cái cổ thánh mà thôi. Không phục liền tới cắn ta nha. Lý thất dạ phong khinh vân đạm nói. Lý Sương Nhan nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, y nguyên tận tình khuyên bảo, nói ra, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghe nói, gần nhất lôi xạ trưởng lão bọn hắn mạch này cùng thanh huyền cổ quốc rất thân cận, sư tôn bên kia truyền tới tin tức nói, phía trước không lâu, lãnh sư huynh đi một lượt thanh huyền cổ quốc, thậm chí lôi trưởng lão có chút để lãnh sư huynh bái nhập thanh huyền cổ quốc ý tứ. Không nghĩ tới các ngươi cửu thánh yêu môn đệ tử còn có thể bái nhập môn phái khác. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Lý Sương Nhan một cái. Lý Sương Nhan nói ra, loại chuyện này phải xem tình huống, nếu là hai nước Liên Minh, chúng ta trong môn cường giả cũng có thể đi sứ Liên Minh, thủ đối phương cương quốc hoàng giả Tứ Phong, đảm nhiệm vương hầu Chuyện như vậy, tại Cửu Thánh Yêu Môn Lịch Đại liền có. Nếu là tình huống cho phép, Tẩy Nhan cổ phái đệ tử cũng là có thể sửa bái môn phái khác. Đang tìm cường đại hơn minh hữu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Minh Bạch Cửu Thánh Yêu Môn sách lược. Có khi đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Sương Nhan nói đến đây nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói ra, "Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc về sau. Năm đó xem như Tẩy Nhan cổ phái nhất kiên định minh hữu, chúng ta Cửu Thánh Yêu Môn cũng là nhận rất lớn trùng kích, nếu là không có đủ cường đại minh hữu, chúng ta Cửu Thánh Yêu Môn cũng khó tại dừng chân." Chính là bởi vì như thế, nếu là điều kiện cho phép, Song Phương có hiệp định chúng ta tẩy nhang cổ phái thiên tài, cũng là có thể bái nhập môn phái khác. Tỷ như Chiến Thần Điện. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, minh bạch trong đó lợi ích quan hệ. Cửu Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là, như Thanh Huyền Cổ Quốc lại như một ít đế thống tiên môn, cường đại hơn Cửu Thánh Yêu Môn. Lý Sương Nhan gật đầu nói ra, ta Cửu Thánh Yêu Môn đích thật là từng có mấy vị kiệt xuất nhất thiên tài cuối cùng là bái nhập Chiến Thần Điện. Đây cũng là chiến thần điện đối với chúng ta Cửu Thánh Yêu Môn đại lực ủng hộ một trong những nguyên nhân. Loại chuyện này lý thất dạ cũng không kỳ quái, tại nhiều đại giáo cương quốc, cổ phái thánh tông thậm chí là đế thống trong tiên môn đều phát sinh qua, trao đổi môn đồ, hoặc là đem chính mình tốt nhất đệ tử, thiên phú cao nhất đệ tử bái nhập so với chính mình môn phái cường đại hơn truyền thừa môn hạ, loại chuyện này là thuộc về minh hữu cửa ái trao đổi ít lợi. Đối với cái này dạng sự tình, Lý thất già chỉ là nở nụ cười, đây là cửu thánh yêu môn nội vụ sự tình, hắn cũng lười hỏi đến. Bất kể nói như thế nào, lôi trưởng lão bọn hắn mạch này là vẫn muốn mượn thanh huyền cổ quốc thượng vị, đặc biệt là lãnh sư huynh, hắn không thể trở thành cửu thánh yêu môn người thừa kế về sau, cùng thanh huyền cổ quốc đi được thêm gần. Lôi trưởng lão hắn không chỉ là cổ thánh đơn giản như vậy, hắn chính là một vị bác tinh cổ thánh, thậm chí có người suy đoán hắn có cơ hội đột phá cửu tinh, đối với lôi trưởng lão, Ngươi vẫn là cần đề phòng hắn một hai. Lý Sương Nhan tận tình khuyên bảo nhắc nhở Lý Thất Dạ. Chân nhân cảnh giới có thất tinh mà nói, tu luyện một cái cấp độ liền xưng là nhất tinh, thất tinh chân nhân là chân nhân cảnh giới tối cao tầng thứ, thất tinh chân nhân viên mãn về sau liền là bước vào cổ thánh cảnh giới. Nhưng là, luôn có tu sĩ là thiên phú hơn người, bọn hắn có thể đột phá thất tinh cực hạn, tụ hái bát tinh, thậm chí là cửu tinh. Bát tinh chân nhân là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, còn đạt tới chân chính cực hạn, đột phá đại đạo gông xiền cửu tinh chân nhân, vậy thì càng khó lường, bởi vì cửu tinh vĩnh phong. Một khi thành tựu cửu tinh chân nhân, cái danh hiệu này có thể nương theo ngươi cả đời. Vạn cổ đến nay. Chân chính có thể thành tựu cửu tinh tu sĩ cũng không nhiều. Đối với Lý Sương Nhan tận tình khuyên bảo nhắc nhở, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, xem xét Lý Sương Nhan một cái, khoan thai cười lấy nói ra, tiểu sương nhan, ngươi là kiếm thị của ta, không phải là bảo mẫu của ta, không cần phải như vậy chu đáo đi. Ngươi đi chết a, à, Lý Sương Nhan bị hắn nói như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến nghiến răng, không hề cố kỵ cái gì hình tượng thuộc nữ, thô lỗ một cước đạp tới. Dựng trò vui mà thôi, phải dùng tới kích động như vậy sao? Lý thất giả dạ thoáng cái nhảy ra. Vừa cười vừa nói. Lý Sương Nhan bị tức đến sắc mặt đỏ lên, buộc ngực lên xuống, Lần này tiểu nữ Nhi Thái, tựa như là đào lý tươi đẹp thả, thật sự là mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng là hung hăng loan lý thất dạ một cái, nàng rõ ràng là so lý thất dạ lớn hơn nhiều, lại bị trước mắt 15-16 tuổi tiểu quỷ làm tiểu sương nhan, này làm sao không tức giận đến nàng run. Cẩn thận tức giận hại sức khỏe. Lý thất dạ nở nụ cười, xoay người rời đi, ta luyện một lò đan, đừng quấy rầy ta. Lý thất dạ sau khi rời khỏi lưu lại bảo nội lý sương nhan nhưng là một hồi lâu về sau lý sương nhan mới thở bình thường trong nội tâm nộ khí nghĩ đến lý thất dạ hung hăng càng quấy nàng lại là dở khóc dở cười cuối cùng cũng chỉ đành là cười một tiếng tại trong phòng lý thất dạ tế ra vạn lô thần thúc giục lô hỏa lô hỏa hóa thành từng cái dược đỉnh lý thất dạ đem cửu thánh yêu môn chuẩn bị tốt linh dược từng cái ném vào trong dược đỉnh